thuốc SGLT2 cho tất cả chúng ta đều biết, thì là những cái bệnh nhân này là có thể được sử dụng ở những nhóm bệnh nhân suy tim hay không? Cái lợi ích của nhóm SGLT2 này thì là có thể sử dụng ở những bệnh nhân, tức là có lợi ích giảm suy tim ở những bệnh nhân mà không có đái tháo đường hay không. Bản chất cái thuốc này là một cái thuốc mà được phát minh ra để điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường, nhưng mà sau khi quan sát người ta thấy là có những cái giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân suy tim. Vậy thì đối với những bệnh nhân mà không hề có đái tháo đường, tức là không phải là cái chỉ định ban đầu thuần nhất ban đầu của cái việc dùng thuốc, thì liệu có lợi ích giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân suy tim hay không? Và nghiên cứu này thì người ta sẽ thử nghiệm là sử dụng 10mg dapagliflozin một ngày trên cái nền mà điều trị tiêu chuẩn trước đó, ví dụ với ức chế men chuyển hoặc chặn beta hoặc là thuốc kháng aldosterone, thì để xem là ở những cái bệnh nhân mà phân số tơ máu rất giảm, và ở cả cái nhóm bệnh nhân có đái tháo đường và bệnh nhân không hề có đái tháo đường, thì người ta muốn xem là liệu có lợi ích gì của dapagliflozin ở các nhóm bệnh nhân này hay không. Thiết kế nghiên cứu là những cái bệnh nhân mà có triệu chứng và phân số chống sáu thất trái là dưới 40%. Và thiết kế nghiên cứu là chia thành hai nhóm, một nhóm sử dụng giả dược và một nhóm sử dụng dapagliflozin là 10mg một ngày. Kết quả chính của nghiên cứu là gì? Là với cái primary outcome, tức là tỷ lệ tử vong do tim mạch và tỷ lệ tái nhập viện về suy tim, thì dapagliflozin là giảm hơn hẳn so với giả dược, và cái việc mức giảm tỷ lệ tử vong và giảm cái tái nhập viện do suy tim và nhập viện do suy tim thì là giảm có ý nghĩa thống kê so với cả giả dược. Ở cái nhóm mà bệnh nhân khi mà phân tích dưới nhóm, tức là nhóm của bệnh nhân có đái tháo đường và nhóm bệnh nhân không có đái tháo đường, thì là dapagliflozin đều là tốt hơn giả dược trong cái việc mà giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Ở cái nhóm bệnh nhân mà đã được dùng acne hoặc là không dùng acne trước đó, thì dapagliflozin đều cho thấy cái lợi ích giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập viện do suy tim. Đối với cái suy giảm mức chức năng thận, tức là một cái tác dụng phụ của thuốc, thì dapagliflozin so với giả dược thì sao? Thì hoàn toàn không có sự khác biệt về mức độ giảm nhiều chức năng thận hơn so với cả giả dược. Đối với những cái biến cố ngoại ý của dapagliflozin so với giả dược thì sao? Thì các nghiên cứu cho thấy là không có sự khác biệt về có ý nghĩa thống kê về cái mức xảy ra những cái biến cố ngoại ý ở cái nhóm mà dùng giả dược so với nhóm dùng dapagliflozin. Và kết luận của cái nghiên cứu DAPA-HF này là gì? Tức là dapagliflozin là giảm hẳn cái nguy cơ mà suy tim nặng hơn và giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện triệu chứng ở những bệnh nhân mà suy tim và phân số tông máu thất trái giảm, và trên cái nền mà đã điều trị bằng tiêu chuẩn trước đó. Và những cái nguy cơ tương đối và nguy cơ tuyệt đối của tỷ lệ tử vong và tỷ lệ giảm mà biến cố nhập viện do suy tim thì đều giảm hơn và so với nhóm giả dược và ở kể cả cái nhóm bệnh nhân mà không có đái tháo đường. Và dapagliflozin thì là được dung nạp rất là tốt cho tất cả mọi nhóm bệnh nhân, và dapagliflozin là rất là tiềm năng trong cái việc là điều trị, có cái chỉ định để điều trị suy tim cho bệnh nhân sau này, kể cả nhóm bệnh nhân mà không có đái tháo đường. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Alo, xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Kiên đã trình bày rất là ngắn gọn một cái vấn đề về ICD cũng như là về cái thuốc. Thế bây giờ xin mời các quý vị ta có cái câu hỏi gì đặt vấn đề cho bà báo cáo viên. Xin phép hỏi thạc sĩ Kiên một câu ạ. Về cái nghiên cứu DAPA-HF ấy ạ. Thì trong nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái dapagliflozin là có tác dụng rất tốt trên nền những bệnh nhân suy tim và đặc biệt là có phân suất tống máu giảm. Vậy liệu chúng ta có nên add on thêm cái thuốc này trên nền cái điều trị suy tim đơn thuần trên cả những bệnh nhân không có đái tháo đường so với cả phác đồ cơ bản hiện nay hay không? Thì theo ý kiến của báo cáo viên là như thế nào ạ?
Xin cảm ơn câu hỏi của moderator. Thế thì hiện tại thì dapagliflozin vẫn chưa được đặt ra, được đưa vào các khuyến cáo một cách chính thức trong điều trị suy tim ở nhân dân phân số tống máu thất trái giảm. Thì cho nên là nhưng mà cái nghiên cứu DAPA-HF này cho thấy một cái tiềm năng rất là lớn trong việc chỉ định dapagliflozin cho cái nhóm bệnh nhân suy tim phân số tống máu thất trái giảm, kể cả bệnh nhân đái tháo đường hoặc không có đái tháo đường. Thì theo tôi hiện nay trong thực hành lâm sàng, những bệnh nhân mà có cái nền đái tháo đường từ trước và đã được điều trị tiêu chuẩn thật là tốt với ức chế men chuyển hoặc chặn beta kháng aldosterone, cái việc mà thêm dapagliflozin có thể đạt được hai mục đích, vừa là giảm đường huyết, tăng cái khả năng kiểm soát đường huyết được tốt hơn, đồng thời là giảm hẳn cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tỷ lệ suy tim phải nhập viện ở những bệnh nhân đái tháo đường đó. Thế còn ở nhóm bệnh nhân mà không có đái tháo đường thì theo tôi là hứa hẹn trong tương lai có lẽ là dapagliflozin sẽ được có thể sẽ cần thêm những cái nghiên cứu hoặc những cái bằng chứng dữ liệu mới hoặc những cái quan sát trong thế giới thực trong cái chỉ định dapagliflozin ở nhóm bệnh nhân suy tim mà không có đái tháo đường, thì tôi nghĩ là nó sẽ là rất là hứa hẹn tiềm năng trong tương lai, và khi đó dapagliflozin có lẽ là sẽ trở thành một thuốc mà có chỉ định chính là điều trị suy tim chứ còn và có thêm cái tác dụng để hạ đường huyết thêm vào. Xin cảm ơn. Xin hỏi bác sĩ Lê Võ Kiên là ICD trong dự phòng tiên phát suy tim phân số tổng máu thất trái giảm thì có hai nhóm căn nguyên chính là do bệnh tim hơi cục bộ và suy tim do bệnh cơ tim giãn. Vậy thì về mặt evidence, sự khác biệt về cái efficacy hay là effectiveness giữa hai cái nhóm đấy nó như thế nào? Hiện nay chúng ta chỉ định cho suy tim EF dưới 35% sau khi điều trị nội khoa tối ưu khoảng 6-9 tháng. Nhóm thứ hai là suy tim EF giảm từ 35% sau nhồi máu cơ tim ít nhất là 40 ngày. Đấy. Thì giữa cái nhóm có thiếu máu cục bộ và không có thiếu máu cục bộ thì nó khác biệt hay không? Vì cái nghiên cứu đầu tiên là sổ bộ về cái sử dụng ICD dự phòng tiên phát. Xin cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Phong. Trong cái nghiên cứu sổ bộ của Thụy Điển là phân ra hai nhóm, cái nghiên cứu này có 16.000 bệnh nhân và hai cái nhóm mà để nhóm được sử dụng ICD và nhóm không sử dụng ICD là bằng nhau, mỗi nhóm là 1.503 bệnh nhân, tức là một số lượng rất là lớn, và người ta đã hiệu chỉnh để sao cho cái nhóm này bao gồm tất cả các số bệnh nhân tương đương là bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ, tức là những cái bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim, suy tim sau nhồi máu cơ tim, kể cả những bệnh nhân mà suy tim không phải do bệnh tim thiếu máu, tức là ví dụ căn nguyên do bệnh cơ tim giãn hoặc là những cái tổn thương hở van tim nặng dẫn đến suy tim hoặc là một số những cái bệnh lý suy tim khác. Vậy tất cả phân nhóm ở mọi giải lứa tuổi đều có bệnh nhân góp mặt ở trong nghiên cứu này. Phân nhóm mà nam và nữ là tương đương, và kể cả cái nhóm bệnh nhân đã được cấy CRT và không có CRT trước đó cũng là tương đương ở cái hai nhóm nghiên cứu. Thế thì khi mà sau khi làm các thuật toán thống kê để kết luận thì cho thấy là không hoàn toàn là ICD thêm vào chỉ định ở những cái nhóm bệnh nhân mà suy tim phân số giảm này thì là ở cả nhóm bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc là bệnh tim không có thiếu máu cục bộ thì hoàn toàn là đều có lợi ích và không có sự khác biệt gì ở cái hai cái phân nhóm nhỏ này. Như vậy là bất kể là chúng ta có bệnh tim thiếu máu cục bộ, tức là một cái nhồi máu cơ tim mà sau chỉ định là trên 40 ngày hoặc là trên 6 tuần, đúng không? Tùy theo nghiên cứu ACC-ASA hoặc là nghiên cứu của ESC thì thực ra là 40 ngày với cả 6 tuần thì cũng là tương đương thôi, 7642. Hoặc là những bệnh nhân đã được can thiệp tái thông mạch thì là sau 90 ngày. Thế thì tất cả những cái nhóm phân nhóm nhỏ đấy thì đều cho thấy là ICD có lợi ích rõ rệt trong việc là giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Vâng ạ. Cảm ơn Thạc sĩ Kiên đã trình bày tóm tắt và rất là đầy đủ có một số cái nghiên cứu mà ở trong hội nghị ESC 2019. Do vì chắc có thể có các bạn còn có câu hỏi, nhưng mà do cái công việc của Thạc sĩ Long tiếp sau đây thì lại còn phải một số cái công việc ở một nơi khác, cho nên là tôi xin mời là Thạc sĩ Viên Hoàng Long sẽ trình bày tóm tắt các nghiên cứu five and two và AF. Cho nên là tôi xin mời là Thạc sĩ Viên Hoàng Long sẽ trình bày tóm tắt các nghiên cứu five and two và AF PCI. Xin mời. Vâng, thưa các bạn, thì chúng ta đã rất nhiều năm vừa rồi chúng ta được trải nghiệm một nhóm thuốc chống đông thế hệ mới, hay còn gọi là nhóm chống đông NOAC.
và chúng ta đã được nghe rất nhiều báo cáo để thể hiện rằng NOAC của chúng ta đắt sắt ra miếng, tức là chúng ta NOAC đắt hơn và tốt hơn so với kháng vitamin K đơn thuần. Nhưng tuy nhiên, trên nền những bệnh nhân mà có cả dung nhĩ kết hợp thêm kèm phải chúng ta đặt stent mạch vành, thì phác đồ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Hai thuốc chống đông hay ba thuốc chống đông? Thì cho đến tháng 3 năm 2019 vừa rồi tại ESC, thì nghiên cứu cuối cùng trong nhóm NOAC, đó là chính là nghiên cứu Anchus AF trên nền nhóm NOAC là Endosabang, đã kết thúc toàn bộ 4 nghiên cứu lớn dành cho 4 NOAC hiện nay. Đó là bao gồm PONE trên nền Rivarosabang, Reduo PCI trên nền Dabigatran, Augustus trên nền Apisabang và Entrus trên nền Endosabang. Đã tổng hợp lại là khi chúng ta có một bệnh nhân dung nhĩ đang sử dụng thuốc kháng đông và cần phải can thiệp mạch vành, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Thì với các cái nhóm các cái nghiên cứu này, thì trong đó nghiên cứu Reduo PCI của Dabigatran so sánh việc sử dụng 3 kháng đông là bao gồm kháng vitamin K kết hợp với ức chế P2Y12 và aspirin, so sánh với việc sử dụng NOAC đơn thuần cộng với cả P2Y12. Và chỉ có một nghiên cứu duy nhất là nghiên cứu Augustus, là nghiên cứu đã thiết kế một cách rất độc lập, so sánh gồm tất cả 4 nhóm, bao gồm nhóm sử dụng kháng vitamin K kết hợp với P2Y12 hoặc là NOAC kết hợp với P2Y12 hoặc là ba chống đông, trong đó chúng ta có thể sử dụng NOAC hoặc là kháng vitamin K. Thì đi vào nghiên cứu Augustus, nghiên cứu này là một nghiên cứu nhãn mở bao gồm 4.600 bệnh nhân, được chia làm hai nhóm. Là một nhóm sử dụng Apisabang 5mg 2 lần một ngày và nhóm sử dụng vitamin K. Hai nhóm này đều được sử dụng kết hợp thêm với cả kháng P2Y12, và hai nhóm này được chia ngẫu nhiên, chia đôi, sử dụng kèm thêm aspirin hoặc là sử dụng placebo, với tiêu chí chính là tắc mạch, tỷ lệ tắc mạch hệ thống, tỷ lệ chảy máu, và tiêu chí phụ là tỷ lệ tử vong, tái nhập viện hoặc là tử vong hoặc thiếu máu do mọi nguyên nhân. Thì nghiên cứu sẽ so sánh, mục tiêu sẽ là so sánh giữa việc sử dụng Apisabang so với cả việc sử dụng kháng vitamin K đơn thuần. Và sử dụng thứ hai là mục tiêu thứ hai là so sánh việc sử dụng placebo với cả aspirin. Và kết quả nghiên cứu cho thấy rằng là trong nhóm chúng ta sử dụng Apisabang so với kháng vitamin K, thì tỷ lệ xuất hiện biến cố chảy máu của nhóm Apisabang là thấp hơn so với kháng vitamin K. Và đối với cả 4 nhóm thì tỷ lệ chảy máu sẽ cao nhất trong trường hợp là chỉ nhận dùng kháng vitamin K cộng với aspirin và cộng với kháng P2Y12, và thấp nhất là trong trường hợp là chúng ta chỉ sử dụng Apisabang kết hợp với cả kháng P2Y12. Và ngược lại, khi họ thấy rằng trong cái nhóm mà chúng ta sử dụng phác đồ 3 chống đông so sánh với việc sử dụng 2 chống đông, tức là có thể có sử dụng thêm aspirin đơn thuần, thì aspirin so với việc placebo chỉ làm tăng mức độ chảy máu, trong khi đó không làm cải thiện tỷ lệ tử vong cũng như tái nhập viện so với việc sử dụng placebo nếu kết hợp với 2 thuốc chống đông khác. Và tổng hợp chung thì thấy rằng là aspirin so với placebo, chúng ta nếu mà trên nền đã có kháng vitamin K hoặc NOAC kết hợp với kháng P2Y12, thì aspirin so với placebo không giúp cải thiện bất cứ một cái vấn đề nào về vấn đề cải thiện bảo vệ cho bệnh nhân về biến cố tắc mạch hệ thống, kể cả là stent hay là trong trường hợp là tắc mạch não. Và trong khi đó thì việc so sánh giữa Apisabang với kháng vitamin K đã thể hiện thấy rằng là việc sử dụng NOAC cho chúng ta là giảm tỷ lệ tai biến mạch não, và thứ hai là giảm tỷ lệ tái nhập viện, trong khi đó thì không tăng tỷ lệ chảy máu. Qua đó có thể nhận thấy rằng là lý do tại sao nghiên guideline đã đưa ra với việc là chúng ta thấy sự vượt trội của NOAC so với kháng vitamin K. Và khi đối với cả phác đồ 3 thuốc đơn thuần, nếu các bạn cần bỏ một thuốc thì đó chính là aspirin chứ không phải là kháng vitamin K. Và đối với nghiên cứu Anchus AF PCI trong tháng 3 2019 vừa rồi, thì kết quả của nghiên cứu là gì? Kết quả của nghiên cứu cho thấy tại sao
cái kháng vitamin K của chúng ta không có được cái ưu thế so với NOAC. Đó chính là khi họ theo dõi từ ngày đầu tiên đến ngày 35 sau khi sử dụng kháng vitamin K thì thấy rằng cái tỷ lệ INR từ 2 đến 3 là cái INR mà chúng ta giúp cho bệnh nhân bảo vệ được về mặt huyết khối cũng như không làm tăng tỷ lệ chảy máu. Thì thực ra thời điểm mà cao nhất chúng ta cũng chỉ đạt được đến 44% thôi. Đó là nguyên nhân tại sao khiến cho vitamin K chúng ta ít có tác dụng hơn và thiếu hơn so với cả NOAC. Và cuối cùng, tổng hợp lại cả 4 nghiên cứu là gọi là nghiên cứu NOAC PCI thì chúng ta thấy rằng là đối với việc chúng ta sử dụng NOAC kết hợp với kháng vitamin K thì so sánh với cả là dùng NOAC kết hợp với cả P2Y12 so sánh với kháng vitamin K thì thấy rằng việc chúng ta bảo vệ bệnh nhân khỏi việc tắc lại stent thì tương tự như nhau, nhưng ngược lại nếu khi chúng ta sử dụng NOAC kết hợp với cả P2Y12 thì so với việc chúng ta sử dụng kháng vitamin K thì chúng ta đã giúp bệnh nhân giảm nguy cơ chảy máu. Đây là cái quyết định cuối cùng dẫn đến việc là trong guideline 2019 đã hướng dẫn là chúng ta nên chuyển sang phác đồ sử dụng NOAC cộng với một kháng P2Y12. Tiếp theo, cái nghiên cứu tiếp theo năm nay đó là nghiên cứu A5, là mục tiêu là chúng ta sử dụng rivaroxaban trên nền những bệnh nhân dung nhĩ có bệnh mạch vành. Nhưng những bệnh nhân mạch vành ở đây là bệnh nhân mạch vành ổn định. Mạch vành ổn định là nghĩa là như thế nào? Là bao gồm nếu các bạn đã can thiệp mạch vành, bất kể là đặt stent hay là bắc cầu nối chủ vành, và trên 1 năm được gọi là mạch vành ổn định. Trường hợp thứ hai là chúng ta chụp lên thấy rằng bệnh nhân có hẹp trên 50% một nhánh lớn nhưng không cần thiết phải tiến hành can thiệp. Đây gọi là nhóm bệnh nhân mạch vành ổn định. Thì nhóm bệnh nhân này được chia làm hai nhóm. Một nhóm là sử dụng rivaroxaban đơn trị với liều là 10 đến 15mg một ngày, và một nhóm là sử dụng rivaroxaban cập nhật năm 2019 của ACC cũng như về cập nhật focus vào vấn đề là dung nhĩ. Thì có một số trường hợp, thứ nhất là chúng ta phải đánh giá hai thang điểm. Thứ nhất là đó là thang điểm Hasplet để xem là đánh giá cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân như thế nào, và thứ hai có những yếu tố giúp cho bệnh nhân phải cần phải yêu cầu duy trì cái chống đông mức độ mạnh hơn, bao gồm 3 chống đông, ví dụ như là thế nào, ví dụ như là tổn thương ở nhiều nhánh mạch vành, can thiệp ở chỗ chia đôi, can thiệp ở cái vùng thân trung động mạch vành trái hoặc đoạn đầu của động mạch liên thất trước, hoặc là có những cái yếu tố tăng đông khác kèm theo, ví dụ như là thiếu protein C, protein S. Thì những trường hợp đấy được yêu cầu là chúng ta có thể kéo dài cái chống đông phác đồ 3 chống đông đến trong vòng 3 tháng. Còn những trường hợp khác, những trường hợp không có yếu tố như vậy mà cộng thêm, đặc biệt là nếu mà cộng thêm thang điểm Hasplet là cao trên lớn hơn bằng 3 điểm, chúng ta có thể sẽ chuyển ngay sau khi bệnh nhân ổn định và ra viện, chuyển ngay thành phác đồ 2 chống đông. Vâng. Xin có một cái câu hỏi cho Thạc sĩ Long. Thì trong cái phần trình bày vừa rồi, nó rất hay là đã đề cao cái vai trò của thuốc chống đông thế hệ mới. Tất nhiên chúng ta đã biết là đó là cái thuốc để dự phòng huyết khối trong cả các bệnh nhân có dung nhĩ, và cái cơ chế tác động nó sẽ khác với aspirin. Thế trong cái phần nghiên cứu phần cuối của sẽ có nói là đến bây giờ người ta thấy rằng aspirin nó tăng cái nguy cơ chảy máu rồi là những cái biến cố rất nhiều, và người ta đã nghĩ đến cái chuyện các thuốc chống đông thế hệ mới có thể thay thế cho aspirin ở dùng cho những cái bệnh nhân can thiệp mạch vành ngay cả lúc nhịp xoang. Vậy thì tôi thấy rằng là hai cái loại thuốc đó cái cơ chế tác động khác nhau, một cái là tác động theo con đường khác nhau, cái ức chế quy tắc tiểu cầu, và hai cái huyết khối hình thành này nó cũng khác nhau. Vậy thì họ có đề cập tại sao lại có thể thay thế được như vậy không? Dạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của tiến sĩ Đồng. Thì thực ra là như này, trong guideline năm 2019 của ESC về bệnh mạch vành ổn định, cái vấn đề sử dụng rivaroxaban liều 2,5mg trên nền những bệnh nhân mạch vành ổn định và nhịp xoang thì đó là cái dựa trên nghiên cứu COMPASS. Và về mặt cơ chế chúng ta thấy rõ ràng là về mặt chống đông của mạch vành và cũng như chống đông về mặt dung nhĩ là khác nhau như tiến sĩ Đồng đã nói. Nhưng ngược lại trên nền những bệnh nhân ổn định thì các tác giả thấy rằng việc chúng ta giữ ổn định cái mảng xơ vữa là vai trò của statin. Tất cả những bệnh nhân này đều được dùng statin với liều tối ưu. Và ngoài ra, theo ACC năm 2019 thì có một nghiên cứu thấy rằng là khi chúng ta sử dụng so sánh với cả việc sử dụng kháng vitamin K và sử dụng NOAC
tại sao Novak lại có tác dụng tốt hơn, đó là khi các bạn ấy chụp cắt lớp da dãy là mạch vành và theo dõi lại sau khi sử dụng Novak từ 3 đến 6 tháng thì nhận thấy rằng là chúng ta giảm được cái tỷ lệ cái mảng canxi hóa trong lòng cái mạch vành. Mặc dù vậy những cái vấn đề về như kiểu cái lớp mỡ thì chúng ta không thay đổi vì đó là cái tác dụng của statin. Thì đây có thể là một trong những cái tác dụng tiềm tàng khiến cho cái việc Novak có tác dụng trên nền những bệnh nhân mạch vành ổn định. Và về mặt cơ chế chúng ta cần phải theo dõi thêm. Vì bản chất nghiên cứu COMPASS khi đưa vào trong ESC với số lượng bệnh nhân chưa đủ để đẩy mạnh để được đưa vào khuyến cáo, mà chỉ là một phần nhỏ đưa thêm để thể hiện, đó là một cái future, một cái tương lai để chúng ta có thể hy vọng là có một cái nhóm thuốc mới thay thế cho những cái aspirin. Vâng ạ, cảm ơn cái phần hai cái phần trình bày rất hay của Thạc sĩ Kiên và Thạc sĩ Long. Do điều kiện chương trình cũng đến đây cũng đã hết, nếu như mà các quý vị ai còn có câu hỏi có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các tác giả về thời gian để chuẩn bị cho cái chương trình tiếp theo. Tôi xin tuyên bố là rất cảm ơn hai thạc sĩ đã có hai cái phần trình bày rất là thú vị và đóng góp nhiều cho chúng ta trong cái thực hành lâm sàng. Xin trân trọng cảm ơn. Và bài đầu tiên là xin mời bác sĩ Vũ Quốc Ngọc trình bày về các nghiên cứu Popular Genetic và nghiên cứu Isaac React 5 chưa được công bố năm ESC 2019. Thì đây là những cái vấn đề tranh cãi về sử dụng dùng ticagrelor với cả đối tượng bệnh nhân mà trên 75 tuổi, hoặc là những trường hợp bệnh nhân mà chúng ta có nên xét nghiệm gen khi mà bệnh nhân dùng có thuốc chống tiểu tiểu cầu hay không, và một số đối tượng bệnh nhân mà chúng ta so sánh hiệu quả của prasugrel với cả ticagrelor trên đối tượng bệnh nhân được chứng vành cấp. Và xin mời bác sĩ Ngọc, đảm bảo về mặt thời gian. Vâng. Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt ba nghiên cứu, đó là Popular Age, Popular Genetic và ISA React 5 được công bố ở hội nghị ESC năm 2019. Nên chúng ta thấy là về khuyến cáo trong điều trị hội chứng vành cấp gồm có nhồi máu cơ tim có estrogen lên và nhồi máu cơ tim không estrogen lên và đau thắt ngực không ổn định, thì chúng ta thấy rằng vai trò của ba thuốc chống tập tiểu cầu là prasugrel, ticagrelor và clopidogrel đã được nói tới bên cạnh cái điều trị nền tảng là phối hợp với cả aspirin. Thì trong nhồi máu cơ tim có estrogen lên hay không có estrogen lên thì chúng ta thấy rằng trong các khuyến cáo người ta đều nhấn mạnh là ưu tiên sử dụng kháng thụ thể P2Y12 thế hệ mới, đó là ticagrelor và prasugrel. Còn về vai trò của clopidogrel như thế nào trong hội chứng vành cấp? Thì đối với clopidogrel thì ở những bệnh nhân hội chứng vành cấp có chống chỉ định dùng kháng P2Y12 thế hệ mới, bao gồm tiền sử xuất huyết nặng hoặc là các phối hợp với cả thuốc chống đông đường uống hay là nhồi máu có estrogen lên đã được dùng tiêu sợi huyết. Vậy tuy nhiên thì vai trò của clopidogrel so với ticagrelor hay là prasugrel thì đã được chứng minh qua các nghiên cứu như là Tritomy, Timi 38 hay là Plato. Tuy nhiên các nghiên cứu này đều được tiến hành từ năm 2007 hay là 2009, có nghĩa là cách đây từ 10 đến 12 năm. Và trong các nghiên cứu này dựa vào các nghiên cứu bản lề thì người ta mới đưa ra là cái khuyến cáo là ticagrelor hay là prasugrel có ưu việt hơn so với cả clopidogrel. Nhưng tuy nhiên chúng ta cần để ý rằng là trong các cái nghiên cứu này thì cái nhóm dân số tuổi cao thì thiếu tính đại diện, như Tritomy 38 thì chỉ có 13% bệnh nhân là trên 75, và trong nghiên cứu Plato chỉ có 15% là bệnh nhân trên 75 tuổi. Và như vậy là các cái nghiên cứu này có vẻ như nó còn thiếu tính đại diện cho những người cao tuổi. Vậy câu hỏi là vai trò của clopidogrel ở những bệnh nhân hội chứng vành cấp có còn hay không? Thì chúng ta năm 2019 nhờ vào cái nghiên cứu Popular Age, đó là cái nghiên cứu gần như là thiết kế riêng biệt cho những bệnh nhân nhồi máu cơ tim không estrogen lên và cao tuổi, có tuổi từ 70 trở lên. Thì trong cái nghiên cứu này chúng ta thấy là với số lượng bệnh nhân là 1.000 bệnh nhân
với nghiên cứu là 1.000 bệnh nhân và bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên và nhóm sử dụng clopidogrel hay là ticagrelor và prasugrel, thì chúng ta thấy rằng là đây là nhóm sử dụng clopidogrel so với ticagrelor và prasugrel, thì nhóm sử dụng clopidogrel thì có cái biến cố tim mạch, có biến cố xuất huyết giảm hơn đáng kể so với nhóm ticagrelor hay sử dụng prasugrel, trong khi các cái biến cố về xuất huyết không tăng đáng kể so với nhóm sử dụng thuốc kháng P2Y12 thế hệ mới. Và đây là thiết kế nghiên cứu, thì chúng ta qua cái thiết kế nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên vào dùng clopidogrel hay ticagrelor hoặc prasugrel, thì kết quả đã cho thấy là các cái biến cố xuất huyết nặng thì nhóm ticagrelor cao hơn hẳn so với clopidogrel, và cái biến cố xuất huyết nặng này có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta xét nếu mà trong các cái biến cố như xuất huyết nội sọ hay là xuất huyết gây tử vong, thì cái nhóm sử dụng chống đông thế hệ mới, kháng ngưng tập tử cầu thế hệ mới cũng tăng hơn đáng kể so với nhóm sử dụng clopidogrel. Và qua cái nghiên cứu Popular Age này, tóm tắt lại chúng ta thấy rằng là clopidogrel ít xuất huyết hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm kháng ngưng tập tử cầu P2Y12 thế hệ mới, đồng thời là có hiệu quả tương tự trong dự phòng biến cố huyết khối. Như vậy là đối với cái nhóm bệnh nhân trên 70 tuổi và nhồi máu cơ tim không SG chênh lên thì clopidogrel vẫn có thể là một lựa chọn cần được cân nhắc. Tiếp theo là nghiên cứu Popular Genetics. Nghiên cứu này cũng được công bố ở ESC năm 2019. Thì trên một thực tế lâm sàng là đối với những bệnh nhân có xét nghiệm gen kháng CYP2C19 thì người ta lo ngại rằng khi sử dụng chống nguyên tập tiểu cầu kép có sử dụng clopidogrel thì sẽ xảy ra hiện tượng kháng thuốc clopidogrel dẫn tới làm tăng nguy cơ huyết khối. Như vậy trong thiết kế nghiên cứu này thì người ta mục đích là tìm ra những bệnh nhân có mang gen kháng CYP2P19 để sử dụng prasugrel, ticagrelor, còn cái nhóm không có gen kháng CYP2C19 thì sử dụng clopidogrel. Và qua nghiên cứu này người ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà có gen kháng không có gen kháng CYP2C19 sử dụng clopidogrel so với những bệnh nhân mà sử dụng ticagrelor hay là prasugrel thì cái biến cố huyết khối, các biến cố tim mạch chính cũng không tăng so với nhóm sử dụng chống đông thế hệ mới. Như vậy là đối với những bệnh nhân, tóm lại là những bệnh nhân không có gen kháng thì sử dụng clopidogrel hiệu quả ngang bằng so với cả nhóm sử dụng thuốc chống tập tiểu cầu kháng P2Y12 thế hệ mới. Và một thực tế chúng ta cũng thấy là trong các nghiên cứu thì thuốc ức chế P2Y12 mới cho cái hoạt tính ức chế tiểu cầu mạnh hơn, nhanh hơn so với clopidogrel, nhưng mà tuy nhiên đối với những bệnh nhân châu Á thì kết quả thu được không phải là thuần nhất, bởi vì trên một số đối tượng kháng tập tiểu cầu mạnh không có nghĩa là có hiệu quả lâm sàng tốt hơn mà có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết so với clopidogrel. Và nghiên cứu cuối cùng đó là chúng tôi muốn đề cập đến đây, đó là nghiên cứu ISA React 5. Nghiên cứu này cũng được công bố tại ESC năm 2019. Thì cái nghiên cứu này nôm na đó là so sánh đối đầu giữa ticagrelor và prasugrel ở những bệnh nhân được can thiệp động mạch vành có chương trình. Và nhóm bệnh nhân là gồm có nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và không có ST chênh lên. Thì trong cái nghiên cứu này với số lượng bệnh nhân khá là lớn, trên 4.000 bệnh nhân, thì cái kết quả cuối cùng người ta thu được là trong nhóm bệnh nhân sử dụng prasugrel thì cái biến cố tim mạch giảm hơn đáng kể ở nhóm prasugrel so với nhóm sử dụng ticagrelor, trong khi cái biến cố xuất huyết ở nhóm sử dụng ticagrelor là 5,4% và nhóm prasugrel là 4,8%, thì cái biến cố xuất huyết giữa hai nhóm này khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tóm lại qua ba nghiên cứu này, nghiên cứu Popular Age, thì chúng ta thấy là cân nhắc clopidogrel vẫn là một lựa chọn ưu tiên ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim, nhưng mà nhấn mạnh là không ST chênh lên ở đối tượng cao tuổi là trên 70 tuổi. Trong nghiên cứu Popular Genetics thì ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và không có cái gen kháng CYP2C19 thì vẫn có thể dùng clopidogrel, và kết quả nghiên cứu này cho thấy là không thua kém so với prasugrel và ticagrelor. Và nghiên cứu ISA React 5 thì người ta cho thấy rằng là prasugrel làm giảm biến cố tim mạch so với ticagrelor, trong khi biến cố xuất huyết là không khác biệt so với nhóm sử dụng ticagrelor. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Ngọc, rất là nghiên cứu rất là cập nhật. Thế thì cũng tương tự như các cái format của một cái talk show thôi,
Thì qua cái bài trình bày này thì liệu rằng bác sĩ Ngọc có thay đổi điều trị trên thực hành lâm sàng của mình hay không? Liệu rằng bác sĩ Ngọc là có rất nhiều ý kiến cho rằng là với cả bệnh nhân trên 40, 70 tuổi thì cái việc mà vai trò của cái việc mà bệnh nhân bị tắc mạch hoặc là nhồi máu tim nó nhiều hơn so với cả bệnh nhân xuất huyết, và liệu rằng chúng ta ưu tiên lựa chọn TKL ở đối tượng bệnh nhân trên 70 tuổi hay không là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là bác sĩ Ngọc có định là xét nghiệm gen thường quy cho tất cả các bệnh nhân mà chúng ta dùng các thuốc chống tập tiểu cầu hay không? Và câu hỏi thứ ba là liệu rằng là chúng ta có nên thay thế prasugrel so với cả TKL trong cái đời sống thực hay không? Thì đây là câu hỏi trong tất cả phiên bản talk show chúng ta đều hỏi là liệu chúng ta sẽ thay đổi từ cái khuyến cáo đến thực tế chúng ta như thế nào? Xin trả lời câu hỏi của chủ tọa đàm. Như vậy là qua cái nghiên cứu chúng tôi vừa trình bày thì đối với nghiên cứu Popular Age thì với khi mà chúng ta đã đề cập đến vấn đề ở trên là khi chúng ta xét lại cái guideline về hướng dẫn sử dụng thuốc chống cơ tập tiểu cầu kép gồm aspirin phối hợp với cả một thuốc chống đông, một thuốc kháng cơ tập tiểu cầu hoặc là thế hệ mới hoặc là clopidogrel, thì chúng ta thấy rằng là các nghiên cứu dựa trên các cái khuyến cáo dựa trên các cái nghiên cứu bản lề nhưng mà nó đã được tiến hành từ năm 2007 và 2009, và các cái dữ liệu cập nhật càng về sau đây, Popular Age chỉ là một trong những cái nghiên cứu mà chúng tôi đưa ra mang tính đại diện. Ngoài ra nó còn có rất nhiều các nghiên cứu cộng gộp đưa ra các cái dữ liệu lâm sàng để nói rằng là clopidogrel hiện tại có vẻ như nó cũng đang được chứng minh rằng là nó có một vai trò nào đó nhất định trong trong điều trị hội chứng vành cấp, đặc biệt là nhồi máu cơ tim không estrogen lên ở những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân cao tuổi, và biến cố tim mạch gộp không thua kém gì so với cả nhóm chống tập thể tiểu cầu thế hệ mới. Và qua cái nghiên cứu này cũng như là dựa vào thực tế lâm sàng thì có vẻ như tôi cũng bản thân ý kiến cá nhân tôi thì tôi cũng đồng ý với việc là tôi sẽ sử dụng clopidogrel ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim không estrogen lên và tuổi cao thay vì sử dụng ticagrelor. Còn đối với cả nghiên cứu Popular Genetics về việc xét nghiệm gen thì người ta cũng phân nhóm ngẫu nhiên giữa nhóm sử dụng có xét nghiệm gen và không có xét nghiệm gen. Thì trong cái nghiên cứu này người ta chỉ chứng minh rằng là đối với những bệnh nhân mà có được xét nghiệm gen thì sử dụng ticagrelor tốt hơn, nhưng tuy nhiên người ta thấy rằng là có một số nghiên cứu người ta đã nói rằng là có tới khoảng 30 đến 40% những bệnh nhân là xét nghiệm có cái gen là kháng CYP2C19, nhưng mà tuy nhiên để chứng minh rằng là đối với những bệnh nhân đấy có cái gen kháng như vậy có làm tăng biến cố thực sự là gây tăng cái biến cố huyết khối không thì thực ra người ta cũng chưa thực sự chứng minh được, bởi vì có những bệnh nhân mang gen đấy nhưng lại không gây huyết khối, nó chỉ là người mang gen thôi ạ. Còn cái thứ ba đó là nghiên cứu Isariac, thì qua nghiên cứu mà so sánh đối đầu giữa prasugrel và cả ticagrelor thì người ta thấy rằng là ticagrelor thì giảm biến cố tim mạch ít hơn so với prasugrel. Như vậy là thực ra thì đối với cái nhóm bệnh nhân này chúng ta phải lưu ý là trong cái thiết kế nghiên cứu là đối với những bệnh nhân này là những bệnh nhân đã được chụp mạch vành, nhồi máu cơ tim đã được chụp mạch vành và can thiệp có chương trình, có nghĩa chụp xong lưu ý là cái chỉ định của prasugrel là khi chụp mạch vành xong người ta thấy có tổn thương người ta mới được dùng prasugrel, không phải là người ta cho ngay từ đầu như là ticagrelor. Cái thứ hai là cái prasugrel nó cũng có những cái chống chỉ định như bệnh nhân cao tuổi hoặc là bệnh nhân thấp cân. Thì trong cái nghiên cứu Isariac 5 này thì người ta cũng đã làm một cái vote ở trên trang của ACC thì 30% là sẽ ưu tiên sử dụng prasugrel hơn khi nhận được kết quả nghiên cứu này. 30% người ta thấy là cũng có thể sử dụng ticagrelor hoặc prasugrel tùy vào tình huống lâm sàng, và 30% thì thôi vẫn điều trị như cũ ticagrelor. Dạ xin cảm ơn. Cái quan điểm của chúng tôi thì bởi vì cái clopidogrel nó rất có vai trò từ lâu rồi, những đặc biệt là cái nhóm nhỏ, những cái nhóm bệnh nhân chính của chúng ta là lớn tuổi và không estrogen lên, không có đặt stent nhiều thì cái chuyện dùng clopidogrel là rất là an toàn. Nên là trong thực hành các chị nên tính thang điểm chảy máu để mình biết rằng nguy cơ chảy máu càng cao thì mình càng phải xu hướng lên chọn clopidogrel trong thực hành. Thế còn cái sử dụng gen thì tôi quan điểm là bây giờ mình chưa có nhiều, nên ra là cái việc áp dụng thì nó hơi khó. Còn riêng cái nghiên cứu cuối cùng mình biết là cái clopidogrel nó còn hạn chế ở những bệnh nhân mà bị đột quỵ nữa, mà cái người Việt Nam mình đột quỵ nhiều lắm. Chúng ta thực hành thì mình cũng phải cân nhắc để chúng ta lựa chọn giữa tica. Và tất nhiên bây giờ thì mình chỉ có tica thôi, chưa có prasugrel. Nên là thì thôi mình có một cái thì đâu còn lựa chọn. Rồi, tiếp theo chương trình thì nay xin trình bày về tóm tắt nghiên cứu Timid và Timid PCI qua ESC 2019. Thì như chúng ta biết là cái nghiên cứu TIMIT đấy là viết tắt của cái từ tiếng Anh là chúng ta làm một cái nghiên cứu khi mà người ta phối hợp ticagrelor với aspirin ở những cái bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định và có kèm theo bệnh đái tháo đường.
Thì cái cơ sở của cái nghiên cứu này người ta dựa trên cái cơ sở như là nhất là bệnh nhân có cái bệnh mạch vành phối hợp đái tháo đường type 2 thì hiện nay ngày càng tăng, do vậy gia tăng các nguy cơ biến cố tim mạch. Thứ hai là cái kết tập tiểu cầu là một cơ chế quan trọng trong hình thành huyết khối. Thứ ba là cái tiaro phối hợp aspirin thì làm giảm được biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vạch kịch cấp và bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim trước đó. Vậy như vậy thì chúng ta thấy rằng liệu cái bệnh nhân mà có đái tháo đường type 2, có bệnh mạch vành ổn định, không có tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thì khi dùng cái ticagrelor và aspirin phối hợp thì có mang lại ích lợi gì hay không? Thì hiện nay thì chưa có cái lời giải đáp rõ ràng cho cái trường hợp bệnh nhân này. Thì cái phương pháp nghiên cứu của cái nghiên cứu Thimit này là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có nhóm chứng và so sánh ticagrelor với giả dược cùng phối hợp với aspirin liều thấp 75 đến 150 mg một ngày. Các đối tượng thì được tuyển chọn nghiên cứu là những bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên có đái tháo đường type 2 đã được điều trị thường xuyên tối thiểu trong 6 tháng, có bệnh mạch vành ổn định và có tiền sử PCI hoặc CABG hoặc hẹp mạch vành tối thiểu 50% ở một nhánh động mạch vành. Những cái loại trừ đối tượng là đã biết trước đấy có nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Và liều dùng ticagrelor được ưu tiên là 90mg 2 lần một ngày, có thể điều chỉnh là 60mg 2 lần một ngày tùy theo mức độ dung nạp. Thì cái nghiên cứu này người ta nghiên cứu trên một số lượng rất lớn bệnh nhân, hơn 20.000 bệnh nhân, và được phân chia ngẫu nhiên ra làm hai nhóm, mỗi nhóm cũng gần đến 10.000 bệnh nhân. Một nhóm thì người ta sử dụng cái aspirin phối hợp với cả ticagrelor như liều trên chúng tôi đã nói, và một nhóm người ta sử dụng cái aspirin cộng với một cái thuốc giả dược. Tất cả những cái yếu tố khác như là cái tính chất của bệnh nhân thì cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Cái tiền sử bệnh của bệnh nhân cũng không có sự khác biệt, có nghĩa thống kê giữa hai nhóm, cũng như cái thuốc sử dụng điều trị cũng tương đương giữa hai nhóm. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả về các cái biến cố tim mạch chính như là biến cố tử vong về nhồi máu cơ tim, đột quỵ thì sau một thời gian theo dõi khá là lâu, đến 36 tháng thì chúng ta thấy rằng với cái nhánh mà sử dụng phối hợp cái ticagrelor với aspirin thì đã giảm hơn rõ rệt so với cái nhóm mà sử dụng cái giả dược, với P có ý nghĩa thống kê 0.038. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái với những cái phân nhóm dưới nhóm như xét về giới tính, lứa tuổi, rồi chủng tộc, rồi bệnh lý vân vân thì đều nghiêng về cái nhánh mà sử dụng cái ticagrelor phối hợp thì đều mang lại những cái kết cục tốt hơn so với là cái nhóm mà dùng giả dược. Nhưng mà vẫn có một cái vấn đề, như chúng ta vẫn biết là ticagrelor thì thường gây ra những cái biến cố xuất huyết có vẻ là nặng nề hơn, thì ở cái nghiên cứu này chúng ta cũng thấy rõ điều đó đã được chứng minh. Đấy là cái biến cố về cái xuất huyết đã trội hơn rõ ràng ở cái nhóm mà phối hợp với ticagrelor. Và các cái biến cố tác dụng phụ khác của ticagrelor cũng trội hơn rõ ràng ở cái nhóm phối hợp. Ví dụ như là có cái cơn khó thở rồi gây suy thận rồi gây vân vân. Do vậy chúng ta thấy rằng hậu quả là có cái tỷ lệ bệnh nhân mà ngừng sử dụng thuốc, là ngừng điều trị ticagrelor thì cao hơn rõ ràng ở cái nhóm sử dụng ticagrelor phối hợp với aspirin so với cái nhóm sử dụng giả dược. Như chúng ta thấy ở theo dõi thời điểm sau 3 năm thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà ngừng điều trị do những cái tác dụng phụ, rồi do không dung nạp, do xuất huyết vân vân là cao hơn. Do vậy chúng ta thấy rằng có một số cái điểm hạn chế của cái nghiên cứu này, đó là gì? Đó là cái liều ticagrelor đã thay đổi từ 90mg 2 lần ngày và có thể thay đổi đến xuống thành 60mg 2 lần ngày tùy theo dung nạp bệnh nhân. Cái thứ hai là làm tăng tỷ lệ xuất huyết nặng, bao gồm cả xuất huyết nội sọ nhưng mà chưa gây tử vong. Và hiện tại những cái thuốc mà có thể đảo ngược lại cái tác dụng của ticagrelor khi mà có những cái biến cố xuất huyết thì vẫn đang được nghiên cứu. Thứ ba là cái tỷ lệ dừng điều trị cao hơn nhóm chứng. Và thứ tư là một số dưới nhóm chưa thực sự thấy được cái hiệu quả rõ rệt. Do vậy chúng tôi kết luận cái nghiên cứu này là trên bệnh nhân có bệnh mạch vành ổn định và có đái tháo đường type 2 nhưng không có tiền sử nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thì khi sử dụng ticagrelor phối hợp với aspirin làm giảm được tỷ lệ biến cố tử vong, biến cố tim mạch vân vân so với cái nhóm sử dụng giả dược. Và cái thứ hai thì cái lợi ích của cái việc này thì cũng đi đôi với cái việc là tăng cái nguy cơ xuất huyết. Và cái thứ ba là chúng ta thấy rằng việc sử dụng cái DIPT kéo dài có thể có lợi ích trên nhóm bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết thấp và có nguy cơ thiếu máu cơ tim cao. Do vậy là người ta lại tiến hành thêm một cái nghiên cứu phân tích một cái dưới nhóm của cái nghiên cứu này, đó là nghiên cứu Thimit PCI. Và khi người ta phân tích một cái dưới nhóm là cái nhóm bệnh nhân ở nghiên cứu Thimit nhưng lại có tiền sử đã can thiệp động mạch vành trước đó. Thì tại sao người ta lại tiến hành cái nghiên cứu dưới nhóm này? Bởi vì người ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân trong cái nghiên cứu Thimit
mà có tiền sử đã can thiệp PCI trước đó là tương đối cao, là chiếm đến quá nửa cái số bệnh nhân được nghiên cứu trong nghiên cứu THYMIT. Và với cái nghiên cứu này thì người ta đã thấy rằng với cái nhóm mà có cái tiền sử là trước đấy đã được can thiệp động mạch vành thì cái việc sử dụng cái ticagrelor phối hợp với aspirin cũng đem lại cái lợi ích rõ ràng, là cải thiện được các cái biến cố tim mạch của bệnh nhân, biến cố tử vong, nhồi máu cơ tim, đột quỵ so với cái nhóm chỉ sử dụng aspirin đơn độc với cái P rất có ý nghĩa thống kê, P bằng 0.013. Còn trong cái nhóm còn lại là với cái nhóm mà không có cái tiền sử đã can thiệp mạch vành thì cái tỷ lệ khác biệt đó là không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái biến cố về những cái xuất huyết thì cũng có vẻ là tăng hơn ở cái nhóm sử dụng ticagrelor, cũng tương tự như trong cái kết quả của nghiên cứu THYMIT. Và người ta tổng kết lại những cái lợi ích của cái việc phối hợp ticagrelor với aspirin sử dụng ở cái phân nhóm mà có cái tiền sử PCI thì chúng ta thấy rằng cộng cả những cái biến cố, giảm được cái biến cố về cái tỷ lệ tử vong vân vân. Rồi cộng cả về những cái lợi ích ở trên những cái giảm không có những cái xuất huyết nặng, xuất huyết tử vong, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà lợi ích đã nghiêng về cái phân nhánh sử dụng cái ticagrelor hơn ở những bệnh nhân có tiền sử là can thiệp động mạch vành. Đây chúng ta thấy rõ ràng trong thời gian theo dõi đến 3 năm thì những cái lợi ích đem lại là cao hơn. Do vậy chúng ta kết luận là với những cái bệnh nhân mà bệnh động mạch vành ổn định, có đái tháo đường và có cái tiền sử can thiệp động mạch vành thì khi phối hợp được hai cái thuốc ticagrelor và aspirin thì giảm được biến cố tim mạch chính, mặc dù là vẫn có thể làm tăng cái biến cố xuất huyết nặng. Những cái nhóm đối tượng này thì chiếm phần lớn trong cái nghiên cứu THYMIT và thấy rõ được lợi ích thực ở nhóm nghiên cứu. Và cuối cùng là phối hợp giữa hai nhóm ticagrelor và aspirin kéo dài là một sự lựa chọn mới cho bệnh nhân có đái tháo đường và có tiền sử can thiệp mạch vành. Tất nhiên là bệnh nhân dung nạp được với thuốc kháng tập tiểu cầu có nguy cơ xuất huyết thấp và nguy cơ thiếu máu cơ tim cao. Vâng, trên đây là bài trình bày của tôi, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Quân, bài trình bày rất là hay về vai trò của ticagrelor trên đối tượng bệnh nhân mà đang được ổn định. Do thời gian của chúng ta có rất là ngắn, nên ra là chúng tôi chỉ xin phép có một câu hỏi là bác sĩ Quân còn nói là cái đối tượng bệnh nhân mà có thể phù hợp qua hai nghiên cứu này là những đối tượng bệnh nhân bị mạch vành ổn định nhưng mà có tiền sử can thiệp PCI trước đấy, nguy cơ xuất huyết là thấp và nguy cơ huyết khối thì cao. Như vậy là bác sĩ Quân có thể nói rõ là chúng ta sẽ dựa vào cái thang điểm nào hoặc là làm thế nào để đánh giá được các cái nguy cơ đấy? Vâng, thì là ở đây thì chúng ta thấy rằng với những cái thang điểm hiện tại về đánh giá thang điểm và nguy cơ xuất huyết, người ta có rất nhiều thang điểm, Precise DAP, rồi thang điểm Hazlett, vân vân. Mà ở đây chúng ta chú ý rằng trong cái nhóm mà trong cái khuyến cáo ESC người ta cũng đưa ra trên cái nhóm bệnh nhân đối tượng bệnh mạch vành tương đối ổn định, bệnh vành mãn tính, thì cái thuốc được khuyến cáo thì vẫn là cái clopidogrel. Tuy nhiên ở cái nghiên cứu này người ta đã rất là đưa ra một cái nhánh mới, đấy là sử dụng cái ticagrelor phối hợp vào, và người ta đã đưa ra được cái kết luận là nó có thể là nó sẽ đưa lại lợi ích cho cái nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên rằng vẫn cần chú ý là vẫn phải loại trừ những cái nhóm bệnh nhân có cái nguy cơ xuất huyết cao. Rồi, cảm ơn em. Như vậy thì cho anh hỏi là cái nghiên cứu này nếu mình link với nghiên cứu PKSERT của ticagrelor cho những bệnh nhân sau khi mình đặt stent dùng đến 3 năm thì nó có cái gì tương đồng và có cái gì để mình áp dụng trong thực hành, là nên chọn cái phác đồ kéo dài, và mình khi mình kéo phác đồ dài thì mình sẽ tính thang điểm DAP hoặc pressure, hoặc là mình còn tính thang điểm chảy máu, mình sẽ dùng thang điểm CRUSAT hay thang điểm hemorrhage hay gì đó, thì em áp dụng như thế nào? Đó, thì là cái nghiên cứu THYMIT này thực ra là người ta đã đưa ra một cái hướng rất là mới, đấy là người ta phối hợp cả hai loại là aspirin và ticagrelor kéo dài, và thời gian kéo dài tương đối dài là ít nhất là trên 3 năm. Thì là cái vấn đề này thì trong những cái nghiên cứu đã, cái khuyến cáo đã đưa ra thì người ta không khuyến cáo trên đối tượng bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định là sử dụng cái ticagrelor kéo dài. Đây là trong cái khuyến cáo của ESC 2019 thì người ta không khuyến cáo cái vấn đề sử dụng cái nhóm thuốc mới là ticagrelor. Tuy nhiên rằng cái nghiên cứu mới THYMIT này người ta đã đưa ra một cái hướng rất là mới như vậy, và người ta đưa ra của cái nghiên cứu sử dụng được phối hợp hai cái nhánh ticagrelor và aspirin và đưa ra được một cái lợi ích, người ta cũng thấy rằng có thể là thấy rõ ràng, tuy nhiên rằng nó vẫn có rất nhiều những cái điểm mà vẫn còn chưa phù hợp. Do vậy là cái việc mình có thể áp dụng được cái vấn đề này hay là không thì cái này vẫn còn phải tính toán và bàn bạc thêm nhiều hơn, em nghĩ là như vậy.
Thì tôi nghĩ là trong thực hành thì nó cũng dựa vào cái research đó, thì mình dễ dùng cái đô 60 kéo dài cho những ca mà cần phải dùng kéo dài, những ca mà nguy cơ huyết khối cao như đặt lét men, stent dài vân vân, nhưng mà cái chảy máu nó thấp, mình dựa vào cái thang điểm. Thì có lẽ là chúng tôi xin rất là cảm ơn các bạn báo cáo viên đã trình bày rất thú vị những nghiên cứu mới cập nhật nhất của năm 2019, và đặc biệt cảm ơn các bạn đã ngồi nghe dù rất là ồn nhưng chúng ta rất là chú tâm để nghe, và chúng ta đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin mới. Tóm lại là trong điều trị, những cái gì nó thuộc về class 2A 2B là các anh chị phải chọn bệnh nhân cho phù hợp, còn cái gì nó là 1A thì thôi mình khỏi phải bàn. Tóm lại thì mà tôi nghĩ là chúng ta giỏi ở cái là chúng ta chọn đúng bệnh nhân ở class 2A 2B thì mới là bác sĩ lâm sàng, còn nếu không thì chả cần chúng ta kinh nghiệm làm gì hết, cứ đọc sách mà dùng thôi. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị. Và kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, sau đây tôi xin trình bày tóm tắt các nghiên cứu historic và rapid troponin T để đánh giá cái vai trò của troponin T siêu nhạy trong chẩn đoán loại trừ sớm nhồi máu cơ tim. Như chúng ta đã biết, trong ESC 2015 thì đây là phác đồ chẩn đoán loại trừ hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Đây là cái phác đồ 0 giờ, 3 giờ. Đây là một cái phác đồ được coi là phác đồ tiêu chuẩn để loại trừ chẩn đoán hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Tuy nhiên là đồng thời ở trong ESC 2015 thì người ta cũng đưa ra một cái phác đồ có thể coi là một cái phác đồ thay thế cho phác đồ 0 giờ, 3 giờ, đó là phác đồ 0 giờ. Đó là phác đồ 0 giờ, 1 giờ để chẩn đoán loại trừ hoặc là để rule out và rule in. Sau đó phải nhấn mạnh là sử dụng troponin T có độ nhạy cao. Thì tại sao người ta đưa ra cái phác đồ này? Vì người ta thấy rằng khi một bệnh nhân nhập viện mà có cái nồng độ troponin siêu nhạy rất thấp thì cái nguy cơ các cái biến cố tim mạch sau này là rất thấp, thường ở dưới 1%. Vấn đề đặt ra là cái chẩn đoán theo dõi hội chứng vành cấp, có nghĩa là một bệnh nhân vào viện ở trong khoa cấp cứu với chẩn đoán nghi ngờ vành cấp là một trong những cái tình trạng bệnh thường gặp nhất và tốn kém khá nhiều nguồn lực để chẩn đoán, có thể phải và có thể bệnh nhân phải nhập viện để theo dõi. Vai trò của troponin độ nhạy cao giúp chẩn đoán loại trừ sớm hội chứng vành cấp, tuy nhiên là liệu rằng cái việc này có an toàn, việc chẩn đoán sớm loại trừ sớm liệu có hiệu quả và an toàn, câu hỏi này tính hiệu quả được thể hiện ở đâu? Thể hiện là chúng ta có thể loại trừ chẩn đoán sớm, có thể giảm các cái số lượng xét nghiệm và các cái thăm dò không cần thiết, có thể giảm thời gian lưu lại khoa cấp cứu của bệnh nhân, cũng như giảm cái tái nhập giảm nhập viện không cần thiết, do đó tiết kiệm được nhiều nguồn lực y tế. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tính an toàn của test chẩn đoán, phải đảm bảo được giá trị dự báo âm tính của test chẩn đoán cao để đảm bảo là nếu bệnh nhân nhập viện với chúng ta với tình trạng đau ngực và chúng ta kết luận là bệnh nhân không có hội chứng vành cấp thì chúng ta cũng phải đảm bảo với một xác suất cao rằng bệnh nhân sẽ không gặp các biến cố tim mạch trong tương lai. Để trả lời cho cái câu hỏi này thì các nghiên cứu tôi xin trình bày hai cái nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi này. Thứ nhất là nghiên cứu historic, đây là nghiên cứu đối đầu so sánh cái chiến lược mà loại trừ chuẩn đoán sớm sử dụng một giá trị troponin E siêu nhạy duy nhất so với cả cái lược đồ chẩn đoán tiêu chuẩn. Nghiên cứu này trải qua 3 pha. Pha thứ nhất là bệnh nhân tại các cái trung đơn vị cấp cứu sẽ nhập viện và được chẩn đoán theo cái lược đồ tiêu chuẩn, có nghĩa là vẫn theo các phác đồ 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ. Sau đó thì đến pha thứ hai, đấy là pha randomized, thì ở cái pha này bệnh nhân sẽ được ngẫu nhiên chia vào hai nhóm, một nhóm là vẫn tiếp tục sử dụng cái phác đồ là lược đồ loại trừ tiêu chuẩn và một nhóm sử dụng cái lược đồ rule out sớm. Ở cái pha này, ở pha kéo dài 6 tháng này, người ta sẽ ghi nhận các data để chứng minh cái tính an toàn của việc rule out sớm, và sau khi chứng minh được tính an toàn thì ở pha tiếp theo, pha implementation, thì người ta sẽ tất cả các bệnh nhân vào viện trong khoa cấp cứu với tình trạng đau ngực sẽ được loại trừ chẩn đoán theo lộ trình mới, tức là rule out sớm chỉ dựa vào một xét nghiệm troponin siêu nhạy duy nhất. Và cái lộ trình chẩn đoán loại trừ sớm này người ta gọi là cái high stick. Thì đối với những bệnh nhân khi có xét nghiệm troponin E siêu nhạy dưới 5 nanogram trên lít sẽ được phân tầng vào nhóm nguy cơ thấp
và sẽ được discharge ngay lập tức. Có nghĩa là bệnh nhân, những bệnh nhân mà với cái giá trị troponin y được 99% mạch phân vị của nó sẽ là theo giới tính sẽ là 16 nanogram trên lít ở nữ và 34 nanogram trên lít ở nam, thì với cái giá trị 5 nanogram trên lít, dưới 5 nanogram trên lít, người ta chứng minh được rằng là cái tỷ lệ biến cố đây, người ta chứng minh được là cái tỷ lệ biến cố ở những bệnh nhân mà có nồng độ troponin y dưới 5 nanogram trên lít là rất thấp. Theo dõi trong 30 ngày và theo dõi trong vòng 12 tháng thì tỷ lệ các cái nhồi máu cơ tim hay tử vong tim mạch hay tử vong do mọi nguyên nhân đều là dưới 0,5%. Có nghĩa là cái giá trị dự báo an toàn của nó lên đến 99,5%, thậm chí còn nhỏ hơn nữa ở những bệnh nhân mà với hàm lượng với nồng độ nhỏ hơn 2 nanogram trên lít. Dựa trên cơ sở như vậy, người ta các nhà nghiên cứu đã so sánh hai cái lược đồ tiêu chuẩn và lược đồ loại trừ sớm, và tổng số bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu là 31.000 bệnh nhân. Đây là một cái nghiên cứu với số lượng bệnh nhân tham gia rất là lớn. Với các tiêu chí chính về tính hiệu quả là thời gian nằm viện, về tiêu chí chính về tính an toàn là nhồi máu cơ tim hoặc tử vong tim mạch trong vòng 30 ngày sau xuất viện. Các tiêu chí phụ gồm có tiêu chí phụ về tính hiệu quả là tỷ lệ xuất viện từ đơn vị cấp cứu, và tiêu chí phụ về tính an toàn sau 1 năm là nhồi máu cơ tim, tử vong tim mạch, tử vong do mọi nguyên nhân, cần can thiệp động mạch vành hay tái nhập viện. Các cái đặc tính của đối tượng nghiên cứu cho thấy cái sự đồng nhất, tương đối đồng nhất ở hai nhóm. Và ở các bệnh nhân này có một cái tỷ lệ các yếu tố nguy cơ tim mạch khá cao, cũng như là có 23%, khoảng 23-26% là bệnh nhân tiền sử đã biết là trước đó là có bệnh lý mạch vành. Về cái tiêu chí chính thì chúng ta có thể thấy là các bệnh nhân mà được sử dụng cái lược đồ chẩn đoán sớm thì chúng ta có thể giảm được thời gian nằm viện đến tại khoa cấp cứu là 3,3 giờ, có ý nghĩa thống kê, và tăng cái tỷ lệ bệnh nhân được xuất viện ngay từ khoa cấp cứu, có nghĩa là bệnh nhân không cần phải nhập viện, là 57%. Đây là tiêu chí về tính hiệu quả. Vậy tiêu chí về tính an toàn thì sao? Chúng ta có thể thấy là ở những bệnh nhân mà được loại trừ chẩn đoán sớm thì cái tỷ lệ gặp các cái biến cố nhồi máu cơ tim hay tử vong tim mạch trong vòng 30 ngày là không khác biệt so với cả lược đồ chẩn đoán tiêu chuẩn. Thậm chí trong nghiên cứu này chúng ta còn thấy nhỏ hơn một chút, cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim hay là các biến cố tim mạch còn nhỏ hơn một chút. Và khi theo dõi trong vòng 1 năm cũng không có sự khác biệt. Các cái tiêu chí phụ khi theo dõi trong vòng 1 năm chúng ta cũng thấy không có sự khác biệt giữa hai nhóm này, có nghĩa là các cái biến cố tim mạch chính giữa cái nhóm được loại trừ chẩn đoán sớm và nhóm tiêu chuẩn là không khác biệt. Thậm chí ở trong nghiên cứu này, cái nhóm được loại trừ sớm có các biến cố về tim mạch còn thấp hơn một chút so với cả cái nhóm tiêu chuẩn. Và kết luận của nghiên cứu là chiến lược loại trừ chẩn đoán sớm hội chứng mạch cấp chỉ sử dụng một mẫu troponin y độ nhạy cao để phân tầng nguy cơ đã chứng minh hiệu quả hơn so với chiến lược tiêu chuẩn, làm giảm thời gian nằm viện và tăng tỷ lệ xuất viện từ đơn vị cấp cứu, trong khi đó không làm tăng các biến cố tim mạch trong vòng 30 ngày và 1 năm sau xuất viện, và chứng minh được tính hiệu quả và an toàn của lược đồ này. Một cái nghiên cứu tương tự thì đó là nghiên cứu Rapid TNT. Nghiên cứu này thì chúng ta sử dụng troponin T siêu nhạy và cái lược đồ nó cũng gần tương tự như cái nghiên cứu historic, nhưng mà ở đây thì sẽ sử dụng cái phác đồ một phác đồ là 0 giờ 1 giờ và phác đồ tiêu chuẩn vẫn là 0 giờ 3 giờ để so sánh giữa hai cái phác đồ này xem có sự khác biệt hay không. Thì các cái tiêu chí cũng tương tự với cả nghiên cứu historic, và nghiên cứu này thu nạp được khoảng hơn 3.000 bệnh nhân vào nghiên cứu, sau đó mỗi nhóm sẽ là khoảng 1.600 bệnh nhân. Đối tượng nghiên cứu ở hai nhóm tương đối đồng nhất và có một tỷ lệ các cái yếu tố nguy cơ tim mạch cũng như là cái tiền sử có bệnh lý tim mạch vành là khá cao. Về tiêu chí chính thì chúng ta có thể thấy là ở hai cái lược đồ thì trong vòng 30 ngày tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và nhồi máu cơ tim ở hai nhóm là không có sự khác biệt. Có thể cái nhóm ở lược đồ 0 giờ 1 giờ có nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên là sự khác biệt là không đáng kể. Các cái tiêu chí phụ cũng tương tự. Về tính hiệu quả thì chúng ta có thể thấy ở những bệnh nhân được loại trừ chẩn đoán sớm theo phác đồ 1 giờ 0 giờ thì số lượng test chẩn đoán chức năng thấp hơn có ý nghĩa thống kê. Đồng thời cái thời gian nằm viện của bệnh nhân cũng giảm đi so với cả lược đồ chẩn đoán tiêu chuẩn.
tỷ lệ bệnh nhân được xuất viện từ khoa cấp cứu ở nhóm chẩn đoán sớm cũng lớn hơn so với cả nhóm tiêu chuẩn. Kết luận, chúng ta có thể thấy chiến lược chẩn đoán loại trừ sớm hội chứng mạch cấp theo phác đồ 0 giờ 1 giờ sử dụng Trorin T độ nhạy cao so với chiến lược tiêu chuẩn đã chứng minh được tính hiệu quả, làm giảm thời gian lưu lại đơn vị cấp cứu, tăng tỷ lệ xuất viện từ đơn vị cấp cứu và vẫn đảm bảo tính an toàn là không làm tăng các biến cố tim mạch chính so với chiến lược chẩn đoán tiêu chuẩn. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe ạ. Đây là chủ đề rất hay ạ. Xin giới thiệu với các đồng nghiệp mới có tham gia ngành đó. Tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ từ khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ Giấy. Thì anh Sĩ đã nghe bác sĩ Hiếu làm ở khoa cấp cứu tim mạch quy 1 ở viện tim mạch trình bày như vậy rồi. Theo anh bây giờ là chúng ta có nên làm đại trà là bệnh nhân nào chúng ta cũng cứ phác đồ Chomonin làm lần đầu âm tính thì làm lại sau 1 giờ không, hay là chúng ta nên theo phác đồ tiêu chuẩn là 3 giờ? Cảm ơn bác sĩ Linh. Đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ rằng là chúng ta thảo luận chắc có lẽ là để đưa đến một cái câu trả lời và kết thúc cuối cùng chắc còn nhiều bàn cãi, đúng không ạ? Nếu mà đứng về văn bản pháp lý cho tới bây giờ, chúng ta thấy Bộ Y tế Việt Nam thì vẫn khuyến cáo chúng ta là phác đồ 0 giờ 3 giờ là pháp lý. Vậy thực tế lâm sàng như thế nào? Tại sao người ta đưa ra phác đồ 0 giờ 1 giờ trong cái nghiên cứu Rabbit TNT, hay là cái phác đồ chúng ta chỉ cần làm một lần duy nhất đối với nghiên cứu historic, chẳng qua là chúng ta người ta muốn rút ngắn cái thời gian bệnh nhân nằm tại khoa cấp cứu, hoặc chúng ta có thể loại trừ sớm để chúng ta cho bệnh nhân chúng ta theo dõi ngoại trú, giảm cái gánh nặng bệnh nhân phải theo dõi tại cấp cứu, cũng như là giảm cái thời gian, giảm cái tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện, giảm bớt cái chi phí điều trị. Như vậy trong cái môi trường Việt Nam chúng ta, chắc có lẽ chúng ta thảo luận ở đây là về tại Việt Nam của chúng ta đi, chứ còn nước ngoài thì nó lý tưởng quá rồi. Việt Nam chúng ta quá chàng, chúng ta thấy ở những bệnh viện lớn như là chỗ Mạch Mai hay bệnh viện Chợ Rẫy như tôi công tác, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là khoa cấp cứu luôn luôn trong tình trạng quá tải, là quá tải. Như vậy cái nhu cầu cũng xuất phát từ cái nhu cầu đó mà họ làm những cái nghiên cứu này. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng ở đây là chúng ta hiểu được cái kết quả của cái nghiên cứu, cái vai trò, cái sự an toàn. Khi mà chúng ta loại trừ sớm, chúng ta theo dõi tiếp sau đó, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn an tâm để chúng ta có thể đi theo cái quy trình để chúng ta có thể loại trừ, tức là rule out, loại trừ, hoặc chúng ta cho bệnh nhân nhập viện để cho an toàn cho bệnh nhân. Vậy câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta lên làm một lần chúng ta cho về, nếu như mà âm tính, hay là chúng ta làm hai lần. Về cá nhân của tôi, chắc có lẽ chúng ta thấy rằng hai lần tôi cảm giác tôi yên tâm hơn. Vì trong cái định nghĩa rõ ràng 2018 về nhồi máu cơ tim, người ta vẫn cái tiêu chuẩn quan trọng vẫn là tăng giảm, đúng không ạ? Tăng giảm, có sự tăng giảm biến thiên của men tim. Bây giờ chúng ta làm một lần, mặc dù cái nghiên cứu historic chứng minh là an toàn, nhưng mà chúng ta thấy rằng là Việt Nam của chúng ta do cái đặc thù, thứ nhất nếu mà ai làm hồi sức sẽ thấy, thường chúng ta thấy rằng hay kèm theo bệnh lý phối hợp. Cái thứ hai, cái thời gian mà bệnh nhân xuất hiện cái triệu chứng, thường thì chúng ta thấy rất khó khai thác cái thời điểm đâu là cái triệu chứng chính xác. Chính vì thế mà chúng ta chỉ làm một thời điểm thôi. Theo cá nhân của tôi, chắc có lẽ rằng là phần lớn bác sĩ là chắc có lẽ không an toàn, không an tâm lắm, mà chắc có lẽ nên lặp lại một lần nữa để thấy cái sự biến động của cái men tim. Phác đồ 0 giờ 1 giờ theo tôi là khả thi tại các bệnh viện để chúng ta giảm bớt cái gánh nặng cho bệnh viện. Vâng, thì cảm ơn tiến sĩ Sĩ. Thì cái câu trả lời từ các nghiên cứu nói cũng rất là rõ rồi, nếu chúng ta có điều kiện làm 0 giờ 1 giờ thì rất là tốt. Nhưng mà có lẽ trong hoàn cảnh của Việt Nam, đây là nghiên cứu này tiến hành ở nước ngoài, chúng ta biết rằng nước ngoài nếu mà bệnh nhân mà chúng ta bỏ sót nhiều tim, lỡ bệnh nhân có biến cố gì xảy ra ngoại viện, thật ra họ vẫn cấp cứu được, họ vẫn đưa ở viện rất là tốt. Như Việt Nam, ví dụ ở Hà Nội, bệnh nhân từ Sơn La xuống chẳng hạn, mà mình chỉ làm một cái xong mình cho họ về ngay, lỡ trong đường đi họ có vấn đề gì đó thì những cái biến cố đấy hoàn toàn là mình không kịp xử lý, nó khác với nước ngoài như vậy. Và vì vậy thì mặc dù các đây là ý kiến cá nhân của chúng tôi thôi, mặc dù bác sĩ Hiếu trình bày rất là hay về nghiên cứu đấy, mặc dù rõ ràng các bằng chứng cho thấy là giảm được thời gian nằm viện này nọ bệnh nhân, nhưng chúng chỉ giảm được khoảng 3 tiếng đồng hồ, giảm 5 tiếng đồng hồ thôi. Trong khi nếu cho một bệnh nhân đi về mà không làm lại cái xét nghiệm 3 giờ thì đôi khi nó cũng hơi mạo hiểm một chút. Nên là chúng tôi nghĩ rằng là để áp dụng chúng ta phải rất là linh hoạt trong từng tình huống. Nếu cho thấy là bệnh nhân có ít yếu tố nguy cơ mạch vành như tuổi trẻ, nữ giới, đau ngực không điển hình, ra làm 1 giờ một lần và cho loại trừ, cho một niêm tính cho loại trừ, ok. Nhưng nếu mà bệnh nhân lại cao tuổi, có nhiều yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đôi khi 1 giờ nó chưa kịp tăng, thì có lẽ chúng ta nên cân nhắc là làm thêm một cái xét nghiệm 3 giờ nữa để mà thực sự loại trừ. Có lẽ điều đấy là nó hợp lý trong cái thể lâm sàng hiện nay. Vâng, thế thì cũng rất đồng ý với lại ý kiến của bác sĩ Linh ở đây.
Thật sự ra ở nước ngoài cái mô hình theo dõi chăm sóc bệnh nhân nội trú ngoại trú rất là chặt. Khi chúng ta cho bệnh nhân xuất viện khỏi cấp cứu là cả một cái hệ thống theo dõi ngoại trú, sau đó bác sĩ gia đình, bác sĩ tim mạch. Và thực sự ra nếu như chúng ta coi trong cái khuyến cáo, sau khi chúng ta rule out bệnh nhân ra khỏi cấp cứu là chúng ta cho bệnh nhân không phải về nhà là hoàn toàn hết chuyện đâu, là vẫn được theo dõi hoặc là bởi bác sĩ tim mạch hoặc là bởi bác sĩ tổng quát của ông ta hay bác sĩ gia đình, để có gì như bác sĩ Linh nói là chúng ta có thể cho bệnh nhân nhập viện sớm. Việt Nam của chúng ta chắc có lẽ cái hệ thống y tế bác sĩ gia đình đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, chắc có lẽ cái an toàn nhất vẫn là cái chúng ta một cách tương đối là chúng ta vẫn phải gì phải chẩn đoán cho bệnh nhân tương đối là coi như là rõ ràng rồi cho chúng ta mới cho bệnh nhân nhập viện hoặc chúng ta bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên cái đấy tôi muốn nói rằng để rút ngắn được cái thời gian bệnh nhân nằm cấp cứu, chắc có lẽ cái mô hình 0 giờ 1 giờ chúng ta có thể xem xét để chúng ta ứng dụng cho bệnh nhân, ngoại trừ những trường hợp chúng ta thấy trong cái phác đồ mà bác sĩ Hiếu trình bày đây nó có một cái khoảng xám là cái chữ màu vàng, đó là chính là những cái đối tượng mà chúng ta thấy rằng nó không rõ ràng, đúng không? Men tim tăng thì cũng không rõ và sự thay đổi lần thứ hai sau 1 giờ cũng không rõ, thì những đối tượng đó thì chúng ta thấy rằng nên làm lại một cái lần thứ ba, tức là có thể 3 giờ 4 giờ 6 giờ, tùy thuộc vào cái thời điểm mà bệnh nhân than với chúng ta đau ngực từ thời điểm nào, để chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân của chúng ta. Vâng, thế xin cảm ơn bác sĩ Sĩ và bác sĩ Hiếu. Vâng, chúng ta cũng đã hết giờ trong cái phiên thứ nhất. Đây là cũng bác sĩ Minh, là bác sĩ chuyên về tim mạch can thiệp và sẽ trình bày về tổng kết các tóm tắt các nghiên cứu về can thiệp mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Thì cũng có rất là nhiều cái lĩnh vực cập nhật để viện cho cái sự thảo luận. Xin mời bác sĩ Minh ạ. Vâng, kính thưa thạc sĩ Linh và kính thưa tiến sĩ Sĩ. Hôm nay em được ban tổ chức hội nghị là cho một cái nhiệm vụ khá là nặng nề, đó chính là phải báo cáo với 4 cái nghiên cứu này trong vòng thời gian chỉ có 10 phút thôi. Nhưng ngay đây chúng ta sẽ nói qua một số các cái nghiên cứu mới nhất được đăng trên ESC năm 2019 trên các cái lĩnh vực can thiệp động mạch thì đầu. Thế thì trước hết đó chính là cái nghiên cứu COMPLETE. Đây là một cái nghiên cứu mà thực ra cũng khá là quen thuộc với chúng ta, vì nếu như các anh chị làm việc ở Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam thì chúng ta đây cũng gần như là cái phác đồ chúng ta đã sử dụng rồi. Đấy chính là các cái nghiên cứu ở trên các bệnh nhân mà STEMI được can thiệp động mạch vành thì đầu thì chúng ta có các cái chiến lược là tái thông toàn bộ hệ động mạch vành. Ở đây người ta nói đến là cái chiến lược của chúng ta tái thông toàn bộ, tuy nhiên là từng phần có thể là qua từng giai đoạn một chứ không phải là tái thông ngay cùng một lúc trong không cứ là chúng ta ngay tái thông cùng một lúc trong cái đợt nằm viện mà chúng ta có thể can thiệp thứ hai, thứ ba. Và cái chiến lược thứ hai nó chỉ tái thông nhánh thủ phạm. Thế cái kết quả nghiên cứu COMPLETE này cho thấy đó chính là trên các tiêu chí chính, chẳng thứ nhất chẳng hạn như tử vong tim mạch hay là nhồi máu cơ tim mới, thì cái chiến lược mà chúng ta can thiệp toàn bộ thì nó có cái lợi ích hơn hẳn và nó hiệu quả hơn so với cả cái chiến lược là chúng ta chỉ can thiệp cái mỗi một cái tổn thương thủ phạm mà thôi. Và trên cả cái tiêu chí thứ hai đó là trên các cái tiêu chí cộng gộp như là tử vong tim mạch hay nhồi máu cơ tim mới hay là phải tái thông mạch đích, thì chúng ta cũng có cái kết luận rằng là cái chuyện mà chúng ta tái thông toàn bộ hệ động mạch vành của bệnh nhân thì vẫn tốt hơn là so với cả chúng ta chỉ tái thông cái động mạch vành thủ phạm. Nếu như mà trước đây chúng ta vẫn thấy là các bệnh nhân mà STEMI vào viện thì chúng ta chỉ tái thông cái động mạch vành thủ phạm mà thôi. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy là ở tại viện chúng ta thì chúng ta cũng đã tái thông được gần như là toàn bộ cái hệ động mạch vành của bệnh nhân, và người ta đã rút ra một số các kết luận là chẳng hạn như ở bệnh nhân STEMI và có bệnh nhiều thân động mạch vành là so với cả can thiệp chỉ cái nhánh thủ phạm thì can thiệp thường quy nhánh không phải là thủ phạm, và tái thông toàn bộ thì giúp làm giảm được tử vong tim mạch và nhồi máu cơ tim mới, và giảm được cả tử vong tim mạch nhồi máu cơ tim mới hoặc là phải tái thông mạch đích lên đến khoảng 49%. Và cái lợi ích này nó đạt được là ngay khi chúng ta tái thông toàn bộ ở trong cái đợt cùng đợt nằm viện hoặc sau một vài tuần sau khi chúng ta ra viện, và đây có lẽ là chính là cái phác đồ mà chúng ta đang thực hiện ở Viện Tim Mạch chúng ta hiện nay. Và chúng ta không có cái khác biệt gì cả với các cái tiêu chí chẳng hạn như chảy máu hay tắc stent hay suy thận cấp hay đột quỵ trên các nhóm bệnh nhân như thế này. Cái nghiên cứu thứ hai như chúng ta muốn nói đến là một nghiên cứu về một cái chủ đề khá là quen thuộc, đó cái chuyện chúng ta thở oxy ở trong cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên thì hay là bệnh nhân hội chứng động mạch vành cấp thì như thế nào. Vì như chúng ta học trong các cái sách giáo khoa thông thường về mặt tim mạch trước đây, chúng ta thấy là đối với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim hội chứng động mạch vành cấp, chúng ta vào viện một trong những các phác đồ đầu tiên của chúng ta đó cho bệnh nhân thở oxy, chuyển morphin, cho các cái thuốc chẳng hạn như vậy. Thế tuy nhiên là cái chuyện chúng ta thở oxy liều cao một cách thường quy cho bệnh nhân ở trong các cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp hội chứng vành cấp như vậy nó có thực sự có hiệu quả hay không, thì trong cái nghiên cứu này người ta so sánh cái phác đồ sử dụng oxy liều cao ở trên các bệnh nhân này và các cái phác đồ mà bệnh nhân chỉ sử dụng oxy nếu như mà bệnh nhân có cái thiếu oxy ở trên lâm sàng mà thôi. Thì trên các cái phác đồ này thì người ta thấy là trên các cái tiêu chí chính chẳng hạn như tỷ lệ tử vong 30 ngày ở các bệnh nhân mà nghi ngờ chứng động mạch vành cấp hay các bệnh nhân mà đã được chẩn đoán xác định là STEMI hay là nhồi máu cơ tim không ST chênh lên thì cũng không hề có sự khác biệt gì về tỷ lệ tử vong trong 30 ngày ở cái nhóm thở oxy liều cao hay cái nhóm thở oxy liều thấp và cái nhóm mà không được thở oxy liều cao một cách thường quy. Và các cái bệnh nhân mà nghi ngờ ACS tuy nhiên là có độ máu và oxy bình thường lại thường
thường không được hưởng lợi ích từ cái chuyện mà chúng ta thở oxy liều cao như thế này, và có người ta cho thấy là có xu hướng có thể có lợi ích cả việc cải thiện tên lượng ở cái việc thở oxy liều cao trên bệnh nhân mà có SpO2 giảm và nhồi máu cơ tim có ST chênh lên, nhưng mà cái các cái dữ liệu trên lâm sàng thì chưa thực sự được kết luận được cái vấn đề này trong các cái nghiên cứu mà người ta đã đưa ra. Thế thì một cái nghiên cứu thứ ba nữa về nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, đây là một nghiên cứu mà chủ về một vấn đề khi chúng ta làm can thiệp thì chúng ta vẫn thường hay có các cái preconditioning hay postconditioning ở trên các cái vấn đề như các cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim mà được can thiệp bằng vành thì đầu. Thế thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta trước đây chúng ta vẫn thấy là cái chuyện chúng ta làm các cái tiền thích nghi trước cho bệnh nhân thì còn ngoài có thể giảm được, cải thiện được về mặt, có vẻ là giảm được về mặt tiên lượng hay giảm được vùng nhồi máu hay là cải thiện cái tỷ lệ ép của bệnh nhân sau khi quá trình can thiệp. Thế nhưng mà đây là một cái nghiên cứu về cái chuyện mà và chúng ta thấy là người ta gọi là viễn thích nghi, tức là chúng ta garo luân chuyển ở tứ chi bằng các cái biện pháp bằng các máy đo huyết áp của chúng ta ở các bệnh nhân mà can thiệp động mạch vành thì đầu, thì liệu là chúng ta có thể làm giảm được cái tỷ lệ tử vong tim mạch hay nhập viện do tim suy tim sau 12 tháng hay không. Thì trên nghiên cứu này thì người ta cho thấy là cái kết quả về mặt tiêu chí chính thì nó không có sự khác biệt gì cả ở trên cái nhóm mà chúng ta được can thiệp viễn thích nghi mà so với cả các cái nhóm mà bệnh nhân được can thiệp chỉ thông thường thôi mà không được can thiệp viễn thích nghi như vậy. Và trên cả tất cả các cái nhóm mà chúng ta đã thấy, các cái nhóm về mặt độ tuổi hay là các cái nhóm về mặt thay đổi trong điều trị nội khoa hay là các cái vùng dưới máu của cơ tim chẳng hạn là như vậy. Thế thì nghiên cứu này người ta đưa một kết luận là cái chuyện chúng ta dùng các viễn thích nghi, tức là chúng ta gây thiếu máu chi bằng các cái garo luân chuyển bằng các cái máy đo huyết áp của chúng ta thì không làm được cải thiện được tiên lượng hay tử vong tim mạch hoặc nhập viện do suy tim sau 12 tháng ở các cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và được can thiệp động mạch vành thì đầu. Nghiên cứu cuối cùng ở trong cái bài nghiên cứu này đó chính là cái nghiên cứu Dynamic 2 trial mà người ta theo dõi trong vòng 16 năm. Thì như chúng ta đã biết thì nghiên cứu Dynamic 2 là một cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng lớn nhất cho đến nay, là so sánh cái chuyện mà chúng ta can thiệp động mạch vành thì đầu so với cả chuyện chúng ta dùng cái thuốc tiêu sợi huyết ở trong cái thời gian theo dõi. Mà chính cái nghiên cứu này nó đã đưa cái chuyện can thiệp động mạch vành thì đầu lên trở thành cái chỉ định số 1 mà so với cả thuốc trên tiêu sợi huyết, và các kết quả trên nó cũng đã được kiểm chứng ở một vài các cái nghiên cứu khác. Và cái nghiên cứu Dynamic 2 và được theo dõi kéo dài thêm 12 năm thì người ta sử dụng 16 năm như cái nghiên cứu này sẽ được công bố trong ESC 2019, thì người ta đã theo dõi các cái số lượng bệnh nhân ở trong nghiên cứu Dynamic 2 và kéo dài trong đến khoảng 16 năm, người ta so sánh cái tính hiệu quả lâu dài chuyện can thiệp động mạch thì đầu so với cả thuốc tiêu sợi huyết. Thì theo dõi trong 16 năm thì trên tất cả các cái tiêu chí như chúng ta đã thấy, đây là các cái bệnh nhân được can thiệp động mạch thì đầu và các bệnh nhân được tiêu sợi huyết, thì tất cả các cái tiêu chí nó vẫn ưu thế hơn ở trên các cái nhóm mà bệnh nhân chúng ta được can thiệp chứ không phải là các cái nhóm bệnh nhân được tiêu sợi huyết. Vậy thì và đặc biệt là trên các cái thông số kể về tử vong trong tim mạch trong thời gian theo dõi 16 năm thì nó cũng favor hơn cái chuyện là chúng ta sẽ can thiệp cho bệnh nhân và so với cả cái chuyện mà chúng ta sử dụng tiếp thuốc tiêu sợi huyết. Trên đây là bốn cái nghiên cứu mà chúng em xin được đưa ra để chúng ta có thể thảo luận trong cái buổi nghiên cứu ngày hôm nay ạ. Vâng, rất là cảm ơn thạc sĩ Phạm Nhật Minh. Vâng, thì có một cái câu hỏi theo ý kiến của tiến sĩ Sĩ trong trường này, đó là bác sĩ Minh đã trình bày rất là hay về cái nghiên cứu COMPLETE rồi. Vậy thì với một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vào viện có chỉ định tái thông mạch vành cho làm PCI rồi, thì câu hỏi ở đây có lẽ không phải là chúng đặt ra câu hỏi là có can thiệp động mạch vành không thủ phạm hay không nữa, mà nghiên cứu COMPLETE thấy cho nên can thiệp tái thông động mạch không thủ phạm. Vấn đề là có lẽ là thiết thực hơn trong thành lâm sàng ra là thời điểm chúng ta can thiệp cái nhánh không thủ phạm là thời điểm nào. Chúng ta can thiệp cùng lúc với chúng ta làm PCI cái nhánh thủ phạm, vậy chúng ta nhồi máu tim trước rộng, chúng ta can thiệp động mạch vách lên rất trước, và rồi chúng ta tiện thể chúng ta can thiệp luôn động mạch vành phải từ trong cùng một thì, hay chúng ta can thiệp hai thì nhưng mà trong lúc bệnh nhân cùng được nằm viện đấy thì bệnh nhân cho can thiệp LAD sau đó 2-3 ngày sau ta can thiệp động mạch vành phải, hay là chúng ta can thiệp vào thời điểm đợt nhập viện sau ta cho bệnh nhân xuất viện dùng kháng tiểu kép này nọ, ức chế men chuyển chạy beta do cảm statin và sau đó cho hẹn bệnh nhân vào làm tí 2 theo hẹn. Vậy thì theo ý kiến của tiến sĩ Sĩ thì cái thời điểm can thiệp nên là thời điểm như thế nào là nó hợp lý nhất? Cảm ơn bác sĩ Linh. Nếu chúng ta quay lại lịch sử chút xíu nhanh ngắn gọn, chúng ta thấy rằng là những cái nghiên cứu trước đây chúng ta thấy hoặc những cái khuyến cáo người ta nói can thiệp toàn bộ là trong cùng một thời điểm, thì kết quả đó bây giờ chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ biến cố tim mạch tử vong nó cao hơn so với những trường hợp chúng ta không can thiệp cùng một thời điểm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vô chúng ta, nếu như bệnh nhân không có rối loạn huyết động học, ví dụ bệnh nhân không có choáng tim, không có phù phổi cấp vân vân, thì thường chúng ta chỉ can thiệp cái gì san thương đứt mà thôi tại cái thời điểm chúng ta làm cấp cứu, ngoại trừ hai cái đối tượng như tôi nói ở trên. Rối loạn huyết động học chúng ta có thể xem xét để chúng ta có thể can thiệp những cái nhánh mà không phải thủ phạm trong cùng cái thời điểm đó. Còn hầu hết các trường hợp chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ can thiệp cái nhánh còn lại, không phải san thương đứt ở những cái thời điểm sau đó. Cái thời điểm sau đó là thời điểm nào?
Thường thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ can thiệp sau đó sớm lắm cũng khoảng từ 3 cho đến 5 ngày. Tức là sau cái giai đoạn chúng ta thấy rằng là những cái thay đổi về nhồi máu cơ tim hoặc những cái tổn thương thận mà do thuốc cản quang chúng ta sử dụng lúc đầu nó đã có hay không có, chúng ta đã biết rồi. Kéo dài tới bao lâu thì trong cái nghiên cứu COMLED nó cũng trả lời. Thường trong những tuần lễ đầu sau khi bệnh nhân xuất viện thì thường trong vòng tháng đầu tiên chúng ta có thể là chúng ta cho bệnh nhân tái khám sau 2 tuần. Sau 1 tháng chúng ta nên tiến hành tiếp tục chúng ta can thiệp những sang thương còn lại. Thì đó là những cái thời gian tại khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng ta vẫn tiến hành trong cùng một đợt nhập viện, ngoại trừ những yếu tố khác kèm theo mà chúng ta không tiến hành trong cùng một đợt nhập viện được, tức là trong vòng khoảng 1 tuần cho tới 10 ngày thì chúng ta hẹn lại sau đó khoảng 2 tuần đến 1 tháng chúng ta làm. Cảm ơn câu hỏi tiến sĩ. Thế như thế theo bác sĩ Minh thì liệu chúng ta có nên là cứ automatic là làm trong cùng một đợt nhập viện hay không, hay là bạn có quan điểm khác không? Tức là nên làm can thiệp stage PCI sau khoảng một tháng hoặc là cho như ra viện. Tại đây là quan điểm, câu hỏi rất là thiết thực thôi. Thực ra thì chúng ta cũng thấy là trên chúng ta cũng thấy là trên cái quan điểm của nước ngoài thì người ta có cái quan điểm như vậy, nhưng mà thực hành lâm sàng ở Việt Nam chúng ta thì khác biệt hơn hẳn. Tại vì cái chuyện chúng ta can thiệp bệnh nhân của chúng ta thì cũng còn rất nhiều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như là gia đình bệnh nhân rồi các cái yếu tố khác, chẳng hạn như kinh phí can thiệp với bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nữa. Cho nên là trên đây cũng là các cái vấn đề khác, cũng giống như các nghiên cứu khác là chúng ta cần nên, theo chúng em là cần nên cá thể hóa và chúng ta dựa trên từng đối tượng bệnh nhân một để chúng ta, nếu như bệnh nhân chúng ta sẵn sàng willing để chúng ta can thiệp trong cùng một đợt nằm viện chúng ta có thể can thiệp luôn. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như chúng ta bệnh nhân chúng ta chưa sẵn sàng, bác sĩ chúng ta chưa sẵn sàng chẳng hạn, thì chúng ta có thể để trì hoãn sau đó 2 tuần hoặc 1 tháng, 2 tháng. Đấy là tùy theo chiến lược của từng cái bệnh nhân một và tùy theo các trung tâm một của chúng ta, chứ không thể nào mà có một cái mẫu số chung cho tất cả các trường hợp là như vậy. Ở trên đây em có thêm một câu hỏi nữa cho anh Sĩ và cả anh Linh, đó chính là cái nghiên cứu DA 52 mà theo dõi trong 12 năm ấy, thì người ta nêu bật lên cái khác biệt của cái chuyện mà chúng ta can thiệp đồng bành thì đầu và so với cả cái chuyện chúng ta dùng cái thuốc tiêu sợi huyết. Vậy thì cái này có còn lợi ích hay nó còn cái áp dụng lâm sàng ở trên Việt Nam chúng ta hiện nay hay không? Bởi vì thực tế lâm sàng đó chúng ta thấy là số các cái trung tâm của chúng ta mà phát triển các cái thuốc tiêu sợi huyết còn khá là thấp, và chủ yếu là chúng ta phát triển các cái can thiệp đồng bành thì đầu. Vậy thì các cái kết quả nghiên cứu này nó còn có ảnh hưởng đến các cái thực hành lâm sàng của chúng ta hay không ạ? Thì cá nhân của tôi thì tôi chia sẻ là thực sự là cái nghiên cứu DA 52 đấy là cái nó khác nghiên cứu trước, là vì thời gian nó rất là dài, nó lên 12 năm, 16 năm. Mà cái việc mà sự khác biệt lớn nhất của thuốc tiêu sợi huyết đối với cả can thiệp mạch vành nó ngay trong đợt nằm viện đấy, tức là nó có tái thông được mạch vành một cách hiệu quả hay không, ST có đỡ chênh hay không, điện tâm đồ có biến đổi không, bệnh nhân có còn đau ngực hay không. Còn khi nếu mà thực sự là cái thuốc tiêu sợi huyết đã đạt được cái hiệu quả như mạch vành, như can thiệp PCI rồi, thì có theo dõi 5 năm, 10 năm thời gian nó cũng không đến sự khác biệt nhiều lắm. Và cái sự khác biệt lớn nhất giữa thuốc tiêu sợi huyết với PCI cho các thể từ nay là nó tăng lên những cái tỷ lệ biến cố như là xuất huyết não này nọ, và có những cái tỷ lệ là họ không tái thông được 100% những cái nhánh mạch vành. Bởi vì sau khi cho làm mà gọi là cái facilitated PCI đấy, dùng thuốc tiêu sợi huyết sau cho chụp lại mạch vành thấy là rất nhiều trường là vẫn cái mạch vành nó vẫn có bị hẹp chứ nó không tái thông được, đạt được dòng chảy TIMI-3. Và thực sự là thôi, các nghiên cứu thế giới cứ nói gì thì nói thôi. Còn theo quan điểm của tôi bây giờ là vẫn ưu tiên là lựa chọn là can thiệp mạch vành là cái lựa chọn đầu tay. Nhất là khi những cái trung tâm PCI của chúng ta nó ngày càng nhiều thì không có lý gì. Tất cả khuyến cáo nó đều nói rồi, nếu ta có thể chuyển bệnh nhân được trong vòng 120 phút thì chúng ta lựa chọn hàng đầu vẫn là can thiệp mạch vành qua da. Đúng không? Còn nếu mà ngoài 120 phút thì chẳng có lựa chọn nào khác thì đành phải làm tiêu sợi huyết thôi. Đấy là cái lựa chọn như vậy, là vì thế có lẽ là nó cũng không thay đổi nhiều cái hành lâm sàng hiện tại như bây giờ. Chúng ta có bệnh nhân nhiều cái tim vào viện, nếu ta thấy rằng có thể tái thông được mạch vành trong vòng 120 phút thì lựa chọn hàng đầu vẫn là tái thông bằng PCI. Ý kiến của tiến sĩ Sĩ là như thế nào? Tôi thì cũng thống nhất với quan điểm của bác sĩ Linh thôi. Thực sự ra trong cái bối cảnh của Việt Nam chúng ta, không phải chỗ nào cũng có thể hay bệnh viện nào cũng có thể trang bị được một cái hệ thống DSA để chúng ta có thể làm mạch vành cấp cứu. Chúng ta thấy là chúng ta can thiệp hay tái thông càng sớm thì rõ ràng là cái tỷ lệ tử vong nó càng giảm. Đúng rồi, những cái nghiên cứu trước đây chúng ta thấy thời gian là cơ tim, tức là chúng ta can thiệp càng sớm chỉ cần trễ 30 phút thôi tỷ lệ tử vong tăng 7,5%. Như vậy vấn đề chúng ta thấy rằng là quan trọng tái tư máu sớm. Cho nên đối với Việt Nam tôi nghĩ rằng chưa có thể mình xóa hết được hay là mình trang bị toàn bộ được tất cả bệnh viện có cắt lép hết. Cho nên cái nhu cầu như vậy vẫn là có. Và bác sĩ nội khoa tim mạch chúng ta thấy vẫn cần phải trang bị kiến thức về vấn đề là điều trị là thuốc tiêu sổ huyết và tự tin trong vấn đề điều trị theo dõi khi chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. Và thế xin cảm ơn tiến sĩ Sĩ và cảm ơn thạc sĩ Phạm Nhật Minh. Thì cái buổi
talk show này là đã kết thúc rồi và xin nhường sân khấu lại cho thạc sĩ bác sĩ Phan Tuấn Đạt và tiến sĩ Đỗ Nam Phương. Vâng, mời anh Sơn. Vâng, anh Sơn có câu hỏi, xin lỗi. Bác sĩ Sơn là bác sĩ chuyên can thiệp bệnh viện Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Dạ, anh xin Vâng, anh trái. Dạ, thưa anh sĩ, dạ em có thể xin nói một câu hỏi được không ạ? Dạ, thưa, thì liên quan tới cái nghiên cứu COMLIT của mình á, thì trong nghiên cứu COMLIT thì nó có một cái nhánh là can thiệp sang thương không thủ phạm. Thì đối với những sang thương mà hẹp 50-70% thì người ta sẽ làm FFA. Vậy thì nếu mình can thiệp trong một cái đợt nhập viện trên một bệnh cảnh nhồi máu cơ tim cấp, mới nhồi máu cơ tim cấp, thì vai trò của FFA nó như thế nào? Xin đó là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai là hồi đó giờ đối với những sang thương mà 50-70% mà làm FFA, từ 70-90% thì mình can thiệp. Nhưng mà theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu gần đây nhất, thì những cái sang thương mà ổn định, người ta nói là từ 50-90%. Vậy thì mình sẽ làm FFA từ 50-90% hay 50-70% và 70-90% mình can thiệp. Dạ, xin ý kiến của anh ạ. Thì đúng là đối với cái sang thương ở mức độ trung bình, trước đây mình định nghĩa là từ 50-70%, ngoại trừ lép men từ 30-50%, thì thường chúng ta phải có sự hỗ trợ của những cái xét nghiệm khác để chúng ta đánh giá cái sang thương đó thực sự ra nó có ảnh hưởng về mặt chức năng hay không, tức là tái tư máu cơ tim hay không. Thì một trong cái đó là mình đo FFA hoặc EFE để mình xác định sang thương đó nó có cần, thực sự cần phải can thiệp hay không. Thì tôi nghĩ rằng là những cái sang thương đó mình vẫn phải làm theo cái quy trình đó. Tại những nơi chúng ta không có được FFE vì vấn đề không có thuốc chẳng hạn, hay là chưa làm cái quy trình đó, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái kỹ thuật về IVUS để chúng ta có thể đánh giá về mặt hình thái mảng xơ vữa, đánh giá về diện tích hẹp. Từ đó người ta cũng có những cái nghiên cứu liên quan tới là diện tích bao nhiêu thì ảnh hưởng tới cái chức năng tưới máu của cái nhánh động mạch vành đó để chúng ta chọn lựa can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Chứ những cái sang thương và mức độ trung bình chúng ta không phải một cách automatic là chúng ta đặt stent hết. Ngoại trừ chúng ta thấy sang thương đó là sang thương đứt, tức là mảng xơ vữa không ổn định, có nứt, có vỡ, có huyết khối khi mà chúng ta chụp hoặc chúng ta sử dụng vấn đề IVUS để chúng ta can thiệp. Còn cái câu hỏi thứ hai, chúng ta thấy ESC 2019 đưa ra khuyến cáo thì trong cái phác đồ lưu đồ đó là không phải 70% nữa mà là 90%, đúng không ạ? Thế vậy 90% đó là trong cái hội chứng mạch vành ổn định hay mạch vành mãn, bây giờ cái thuật ngữ là mạch vành mãn. Còn đây mình đang nói trong cái nghiên cứu COMLIT ở đây là trong cái bối cảnh bệnh nhân bị hội chứng mạch vành cấp, hội chứng mạch vành cấp. Như vậy mình chưa cập nhật trong cái khuyến cáo của Việt Nam mình cũng như là trong cái hội tim mạch can thiệp của Việt Nam mình về cái con số 70% hay 90%. Thì theo tôi nếu như chưa có cập nhật những cái khuyến cáo cũ trước đây là 70%, chúng ta thấy thì trên 70% chúng ta vẫn có thể xem xét để chúng ta đánh giá, chúng ta can thiệp cho bệnh nhân. Còn nếu như chúng ta thấy rằng bệnh nhân thực sự đã qua khỏi cái giai đoạn cấp tính, tức là ổn định, chúng ta thấy ổn định có thể là sau 1 tháng, 3 tháng thì có thể chúng ta có thể xem xét hơn ở cái mức độ 90%. Nếu như bệnh nhân không có triệu chứng trên lâm sàng hoặc là không có yếu tố nguy cơ nặng nề trên lâm sàng thì chúng ta có lẽ chúng ta mới lấy tăng cái giới hạn lên 90%. Theo cá nhân tôi như vậy, chứ bây giờ automatic toàn bộ chúng ta đều tăng lên 90% hết, chắc có lẽ chúng ta hơi vội vàng khi chúng ta chưa đủ các cái phương tiện khác để chúng ta đánh giá thực sự nó như thế nào. Yeah. Chắc là cũng còn rất nhiều câu hỏi nữa thì nhưng mà các bạn có thể trao đổi sau sân khấu ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ và cảm ơn bác sĩ Minh. Thưa chủ tọa, thưa các quý vị đồng nghiệp, hôm nay mình xin thảo luận với các bạn về công tác nghiên cứu SYNTAX đã được 11 năm để chính xác hơn giờ. Nghiên cứu SYNTAX ra đời từ năm 2008 với mong muốn là tiếp theo, như các bạn thấy lúc nãy các đồng nghiệp mình đã tranh luận với nhau rất nhiều về chuyện là can thiệp mạch vành thì đầu này, can thiệp một nhánh cùng một lúc hay can thiệp tất cả nhánh mạch vành. Thì với những bệnh nhân mà tổn thương mạch vành phức tạp, ví dụ như tổn thương ba nhánh mạch vành hoặc tổn thương left main, thì người ta tính là xem là giữa can thiệp với mổ thì cái nào tốt hơn. Vì đó là cái sự ra đời của nghiên cứu SYNTAX, đó là so sánh giữa chuyện mà can thiệp mạch vành ở những bệnh nhân phức tạp, ví dụ như tổn thương ba nhánh mạch vành hoặc là tổn thương thân trung mạch vành, so sánh với mổ bắt cầu nối chủ vành. Nghiên cứu này có triển khai ở 62 trung tâm ở châu Âu và 23 trung tâm ở Mỹ. Lựa chọn nghiên cứu của người ta là gồm những bệnh nhân có tổn thương ba nhánh động mạch vành, đây tổn thương nguyên ý thôi, hoặc là tổn thương thân trung động mạch vành. Tất nhiên có trước khi người ta lựa chọn là can thiệp hay là mổ bắt cầu nối chủ vành thì người ta có sự thảo luận giữa một cái host team và người ta chia hai nhóm, một nhóm là mổ bắt cầu nối chủ vành, một nhóm là can thiệp đặt stent. Người ta theo dõi 1 năm, 5 năm và đến năm 2018 là đã 10 năm và đến bây giờ là 11 năm thì chưa có báo cáo 11 năm.
Thì đặc điểm nghiên cứu chọn đầu vào thì hai nhóm nghiên cứu thì nhóm tương đồng nhau về độ tuổi này, về chuyện bệnh nhân đái đường này, tiền sử nhồi máu cơ tim hay là tiền sử đột quỵ, rồi cái mức độ cơn đau ngực, thậm chí ví dụ như cả cái chuyện mà tổn thương ba nhánh và vành hay là tổn thương thay chung thì hai nhóm nó tương đồng nhau. Đồng thời cả cái chuyện mà Aeroscore và TinSat score thì hai nhóm nó đều tương đương nhau. Mà sau kết quả 5 năm ở năm 2013 báo cáo thì các anh chị nhìn thấy rõ ràng là giữa can thiệp mạch vành và mổ bắt cầu nối chữa vành thì mổ bắt cầu nối chữa vành là chiến thắng so với can thiệp mạch vành. Đây là năm báo cáo năm 2013. Và tiếp theo, nhưng mà mặc dù là về mổ bắt cầu chữa vành thắng, nhưng mà sau tính tất cả các nguyên nhân mà tử vong thì giữa hai nhóm nó cũng xem nhau, mặc dù là can thiệp thì có vẻ tử vong cao hơn một chút. Và sau 10 năm, năm 2018 người ta báo cáo là sau 10 năm của Syntax thì người ta cho rằng là theo dõi được khoảng cỡ 72,3%. Ngay cả Tây, cái chuyện mà nghiên cứu người ta theo dõi rất là cẩn thận rồi, nhưng mà cái mix bệnh nhân vẫn là chiếm tới gần 30%. Và 30% này là bệnh nhân này chưa được thu nhận được sự dữ liệu. Thì nhưng mà người ta vẫn đánh giá được hai nhóm, thì người ta thấy rằng giữa cái nhóm mà thu nhận được bệnh nhân với nhóm mà mình mix bệnh nhân thì cũng không có khác nhau. Vì thế người ta vẫn coi như là cái nhóm bệnh nhân mà mình theo dõi được thì vẫn là có thể đánh giá được tương đồng giữa hai nhóm. Thì sau 10 năm thì người ta thấy rằng giữa tất cả nguyên nhân gây tử vong giữa hai nhóm, một nhóm là CAPIC và nhóm BCI thì xem nhau, tức là không có nghĩa thống kê, chứng tỏ một điều là giữa can thiệp đặt stent mạch vành và mổ bắt cầu nối chữa vành thì là hiệu quả sau 10 năm là tắc mọi nhân để như nhau. Nhưng mà ta nhắc và nhớ là một điều là cái chuyện đặt stent mạch vành, đây là stent mà người ta sử dụng trong nghiên cứu này, đó là stent Tasert, là một stent phụ thuốc thế hệ thứ nhất. Và các anh chị đều biết bây giờ thì cái dòng stent mà phụ thuốc và băng ly Tasert bây giờ người ta không sử dụng nữa. Nhưng mà cái nghiên cứu cách đây là 11 năm về trước thì lúc đó Tasert là một stent thế hệ thứ nhất cùng với Cypher, là hai stent ngày xưa là hai dòng stent phụ thuốc mà ưa sử dụng nhất ở thời đó. Thời đó mình lúc mà mới bước chân vào con đường fellow về tim mạch can thiệp thì chỉ những nhân nào rất là vip thì mới được ông thầy của mình đặt cái tên Tasert hoặc là Cypher. Và trong cái nhóm bệnh nhân mà tổn thương ba nhánh mạch vành thì các anh chị thấy là mổ bắt cầu nối chữa vành chiếm ưu thế hơn hẳn, tức là mổ bắt cầu nối vành thì nó làm giảm các biến cố tim mạch, thậm chí là tử vong nhiều hơn so với là can thiệp mạch vành qua da. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà can thiệp thay chung nội vành thì giữa mổ bắt cầu nối chữa vành và can thiệp thì là hiệu quả tương đương nhau. Tất nhiên là TCT 219 vừa rồi các anh chị biết là cái nghiên cứu Excel vừa thấy thì với những bệnh nhân mà nguy cơ thấp hoặc trung bình thì can thiệp mạch vành thì là tương đương như là mổ bắt cầu nối chữa vành. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà high risk, ví dụ như là điểm Syntax score mà trên 33 điểm trở lên thì mổ bắt cầu nối chữa vành vẫn là chiếm ưu thế hơn so với là can thiệp mạch vành. Tuy nhiên có một số nghiên cứu của nhánh nhỏ lẻ thôi thì với những stent thế hệ mới, ví dụ như là chẳng hạn như là stent Onyx hoặc là Synergy can thiệp trong thân chung mạch vành thì người ta thấy rằng là so với mổ bắt cầu nối chữa vành thì cũng không thua kém. Với những nhân ở nhóm đáy đường thì các anh chị đã thấy là giữa hai nhóm can thiệp và mổ bắt cầu nối chữa vành thì cũng là tương tự nhau, không có sự khác biệt thống kê gì hết. Với những bệnh nhân không đáy đường cũng vậy, mặc dù là can thiệp mạch vành thì hơi tỷ lệ biến cố hơi cao hơn một tí, nhưng mà so với mổ bắt cầu nối chữa vành thì cũng tương tự nhau. Và với những bệnh nhân mà người ta chia các nhóm trong chẳng hạn như tính điểm Syntax score, với những bệnh nhân mà Syntax score từ 0 đến 22 điểm, tức là cái nhóm nguy cơ thấp ấy, thì đối với tất cả các nhóm bệnh nhân thì giữa can thiệp hoặc can thiệp đặt stent hoặc là mổ bắt cầu nối chữa vành thì tương tự nhau. Và với Syntax score từ 23 điểm đến 32 điểm, tức là người ta tính là nguy cơ trung bình, thì cũng có lẽ như là cũng xem nhau. Chỉ có nhóm nguy cơ cao, tức là Syntax score từ 33 điểm trở lên, thì mổ bắt cầu nối chữa vành chiếm ưu thế hơn so với can thiệp động mạch vành. Còn với những bệnh nhân mà có bệnh lý ba thông mạch vành thì với Syntax score từ 0 đến 22 điểm thì tương tự nhau, và chỉ có những bệnh nhân mà nguy cơ trung bình hoặc cao thì mổ bắt cầu nối chữa vành chiếm ưu thế hơn so với can thiệp mạch vành qua da. Còn với thân chung can thiệp thân chung động mạch vành thì như lúc nãy mình nói, vì có những thế hệ stent thế hệ mới ra đời và kỹ thuật can thiệp nó cải thiện, ví dụ như ngày xưa người ta có thể làm là keloid hoặc là carotid, bây giờ đa số thân chung động mạch vành người ta sẽ sử dụng kỹ thuật là DK carotid, tức là người ta sẽ kích sinh hai lần. Thì với sử dụng những cái stent thế hệ mới, ví dụ như Onyx hoặc là Synergy,
hoặc là Oxyro, thì người ta thấy rằng là can thiệp thăng trong động mạch vành thì với những bệnh nhân mà nguy cơ thấp hoặc trung bình thì chiếm ưu thế hơn so với mổ bắt cầu nối chữa vành, đặc biệt là trong những thời gian mà hậu phẫu thì dù sao bệnh nhân mổ bắt cầu nối chữa vành cái rủi ro nó cũng cao hơn. Chỉ với những bệnh nhân mà nguy cơ cao SYNTAX score trên 33 điểm thì mổ bắt cầu nối chữa vành mới chiếm ưu thế hơn so với can thiệp động mạch vành qua da. Và cái thông tin đưa ra từ cái kết quả nghiên cứu SYNTAX 10 năm thì người ta thấy rằng là mặc dù theo dõi được 72% thôi, 72% bệnh nhân, là tức là khoảng cỡ 1.300 bệnh nhân trên tổng số khoảng 1.800 bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là không có sự khác biệt giữa cái tỷ sống còn giữa bệnh nhân mà can thiệp vành qua da và mổ bắt cầu chữa vành. Mà các anh chị nhớ là đây là stent mà sử dụng cho can thiệp, cho cái nghiên cứu này là stent Tasert, là stent từ lâu lắm rồi và bây giờ người ta không còn sử dụng nữa. Và trong với những bệnh nhân mà có bệnh lý ba nhánh động mạch vành thì người ta thấy rằng là tỷ lệ tử vong thì cao hơn ở nhóm mà can thiệp mạch vành qua da. Còn với những bệnh nhân mà can thiệp thăng trung động mạch vành thì mặc dù ngày xưa sử dụng stent Tasert nhưng mà so với mổ bắt cầu nối chữa vành thì hai nhóm này cũng tương đương nhau. Và trong nhóm nghiên cứu người ta đang cố gắng để người ta thu thập thêm cái dữ liệu những 27% mà đang bị miss. Vì từ những nghiên cứu này thì mình có một số câu hỏi cần trao đổi với cả các quý vị đại biểu cũng như là các cử đoàn. Ví dụ như những bệnh nhân mà tổn thương ba nhánh động mạch vành, giống như các anh chị vừa nãy như nghiên cứu các chị vừa thanh luận chuyện là ví dụ như bệnh nhân vào hội chứng mạch vành cấp thì chụp mạch vành lên tổn thương ba nhánh vành thì nếu mà nguy cơ thấp hoặc trung bình thì có thể mình can thiệp, nhưng mà nếu ví dụ nguy cơ cao thì lúc đó mình gửi đi mổ hay là mình can thiệp động mạch vành thì đầu xong rồi trong thời gian tiếp mình can thiệp tiếp thì theo như các bác sĩ lúc nãy trả luận. Một trường hợp thứ hai nữa là bệnh nhân tổn thương thăng động mạch đang thăng trung động mạch vành, ví dụ nguy cơ thấp hoặc trung bình thì là mình sẽ can thiệp với những thế hệ stent mới bây giờ. Còn ví dụ nếu tổn thương mà động mạch mà tổn thương high risk thì mình sẽ gửi đi mổ hay là có chiến lược can thiệp. Và một những yếu tố nguy cơ nữa đó là với những bệnh nhân tổn thương động mạch vành phức tạp mà kèm theo đái tháo đường thì lúc đó mình chiến lược của mình sẽ nhào. Và một cái vấn đề quan trọng nữa là vì cái nghiên cứu Tasert là ngày xưa người ta sử dụng stent Tasert là stent rất là cũ rồi, bây giờ những stent thế hệ mới ra đời thì rõ ràng người ta thấy là rất là tốt. Thì khi mình can thiệp với những bệnh nhân mà nguy cơ cao này thì mình có nên lựa chọn những stent tốt như bây giờ hay không? Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay của bác sĩ Bình. Bác sĩ Bình cũng là bác sĩ rất là có kinh nghiệm trong tim mạch can thiệp và trưởng phòng quy 1 cấp cứu như là can thiệp tim mạch của Viện Tim mạch Việt Nam. Thì qua nghiên cứu TICJUST này, qua nghiên cứu SYNTAX này là một nghiên cứu rất là kinh điển trong cái việc mà so sánh tất cả mổ phẫu thuật bắt cầu nối chủ vành và những bệnh nhân mà được can thiệp PCI trên đối tượng bệnh nhân ba thân mạch vành hoặc là có tổn thương thân trung. Thì là câu hỏi cũng giống như là bác sĩ Bình cũng đã nêu ra là sau thời điểm 10 năm thì dường như là cái việc mà cập nhật của nghiên cứu này thì đã đưa ra rất nhiều các cái băn khoăn ở trong lòng bác sĩ can thiệp, vì bây giờ không còn ai dùng cái stent Texas cả. Nhưng tuy nhiên thì cái giá trị của nghiên cứu này nó vẫn có một số đứng nhất định trong cái đối tượng bệnh nhân mà nếu như mà tổn thương mạch vành cơ cao kèm theo tiểu đường và đặc biệt là cái điểm sanh tắc cao thì chúng tôi vẫn nên lựa chọn PCI hơn, xin nên lựa chọn phẫu thuật bắt cầu chủ vành hơn là việc can thiệp PCI. Thì cũng xin có câu hỏi bác sĩ Bình là hiện tại các nghiên cứu mới nhất gần đây thì với cả cái stent thế hệ mới thì có nghiên cứu nào cụ thể là chứng minh vai trò của PCI hơn so với cả CABG trong đối tượng bệnh nhân này hay không ạ? Như các chị vừa biết là TCT 2019 vừa rồi là thì các nghiên cứu mới của các stent thế hệ mới người ta đưa ra, người ta so sánh giữa can thiệp và mổ, thì một cái nghiên cứu mà người ta mong đợi nhiều nhất đó là nghiên cứu Double và Excel 5 năm, đó là nghiên cứu thử nghiệm can thiệp ở bệnh nhân tổn thương thân trung động mạch vành. Thì nhưng mà mình quay lại nghiên cứu thì ví dụ như nghiên cứu Excel thì người ta là sử dụng stent Sein. Đầu tiên các bác sĩ can thiệp cũng phải thừa nhận một điều là Sein là một trong stent đầu tiên dám đi đầu với chuyện là can thiệp thăng trung động mạch vành. Như các anh chị biết là cách trước đó thì cứ bệnh nhân nào mà tổn thương thăng trung động mạch vành là đương nhiên là phải mổ bắt cầu nối chữa vành. Từ khi mà Sein ra đời thì Sein tiến hành nghiên cứu can thiệp trên bệnh nhân tổn thương thăng trung động mạch vành và có người ta thấy rằng trong vòng 3 tháng đầu tiên, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm đầu tiên người ta thấy là nó hiệu quả hơn hẳn so với mổ bắt cầu nối chữa vành. Tại vì mổ bắt cầu nối chữa vành thì hậu phẫu rất là nặng nề. Thì ngay cả từ thời mà sử dụng stent Sein thì người ta tiến hành nghiên cứu Excel và năm nay là được 5 năm. Người ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà nguy cơ thấp và trung bình thì giữa can thiệp thăng trung động mạch vành và mổ bắt cầu nối chữa vành thì hiệu quả tương tự nhau. Mổ bắt cầu nối chữa vành chỉ có giá trị hơn đối với những bệnh nhân mà nguy cơ cao, tức là SYNTAX score phải trên 33 điểm.
Nhưng mà đó là chuyện là cái science từ cách đây 5 năm. Các anh chị vừa biết bây giờ rất nhiều nghiên cứu, ví dụ như là Oxiro, hoặc là Onyx, hoặc là Synergy, đó là tên thương mại. Các anh chị dễ hiểu thì người ta đã tiến hành nghiên cứu đấu đầu so với science, và người ta thấy rằng là các stand thế hệ mới bây giờ là tốt hơn nhiều so với science. Thì rất nhiều nghiên cứu người ta đang thử nghiệm lâm sàng, người ta sẽ hy vọng nó sẽ đấu đầu được với can thiệp giữa thân can thiệp và mổ bắt cầu nối chu vành. Tuy nhiên có một vấn đề mình hơi áy náy là với những bệnh nhân mà tổn thương ba nhánh của vành, nó tùy thuộc vào giải phẫu của bệnh nhân. Ví dụ những mà dù tổn thương ba nhánh vành nhưng mà những tổn thương nó đơn giản gọn dễ, thì giữa cái chuyện mổ bắt cầu nối chu vành với can thiệp mà bây giờ với sử dụng stent thế hệ mới tốt thì mình nghĩ là chắc chắn sẽ không thua kém như và cái chuyện dùng stent Tarsus cách đây 10 năm về trước. Đúng là cái ngành công nghiệp về stent nó rất là phát triển, thì sau có tầm 10 năm mà rất nhiều cái stent mới ra đời. Và đặc biệt là trong nghiên cứu này thì có sự khác biệt với cả các cái huyết khối trong stent, thì với cả những cái stent thế hệ mới thì rất là khắc phục được vấn đề này. Và ngoài ra thì giống như anh Bình nói, chữa bệnh ba thân mạch vành, thì trong nghiên cứu sanh tắc này người ta cũng nói nhiều về vấn đề là chi phí với cả CABG thì rõ ràng là có lợi hơn cho cả PCI về mặt một mặt nào đấy sau vai trò theo dõi trong vòng 10 năm. Vâng, do thời gian của chúng ta có hạn thì chúng tôi xin phép được tiếp theo bài trình bày của thạc sĩ Văn Đức Hạnh đến từ Viện Tim mạch Việt Nam. Xin cảm ơn thạc sĩ Bình ạ. Vâng, xin phép chủ tọa đoàn, xin phép các bạn khán giả. Tôi xin phép trình bày một số nghiên cứu mới tại ESC năm 2019. Đầu tiên là nghiên cứu DAPA-HF. Đây là một nghiên cứu ở trên 20 quốc gia, ở trên đối tượng là hơn 4.700 bệnh nhân. Thế thì đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng với hơn 4.000 bệnh nhân có phân số tống máu là EF nhỏ hơn 40%, có thể là kèm theo tiểu đường hoặc là không kèm theo tiểu đường. Và tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là những bệnh nhân có triệu chứng, có phân số tống máu giảm và có NT-proBNP còn cao. Và tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân suy thận hoặc là những bệnh nhân mà có huyết áp tâm thu nhỏ hơn 95 mmHg thủy ngân và kèm theo đái tháo hoặc là đái tháo đường tuyếp 1. Các bệnh nhân suy tim thì đang được điều trị bằng liệu pháp chuẩn. Và chúng ta thấy rằng là đây là cái tiêu chí chính của nghiên cứu, đấy là tử vong tim mạch, tái nhập viện và khám cấp cứu vì suy tim. Thế thì người ta thấy rằng là khi mà sử dụng dapagliflozin ở những bệnh nhân như vậy thì sẽ giúp chúng ta cải thiện được tử vong tim mạch, cải thiện được tái nhập viện và cải thiện được khám cấp cứu vì suy tim. Và đây là những cái phân tích, những cái tiêu chí thành phần ở trong nghiên cứu chính, ví dụ như là suy tim xấu đi hoặc là tử vong tim mạch, thì sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê trong cái phân nhóm mà được sử dụng dapagliflozin. Và đây là những cái phân tích về tiêu chí phụ, thì chúng ta thấy rằng là những cái tiêu chí ví dụ như là tử vong hoặc là tái nhập viện vì suy tim, tổng nhập viện vì suy tim hoặc tử vong thì là không có sự khác biệt, thì có sự khác biệt và nghiêng về phía ưu tiên hơn so với nhóm sử dụng dapagliflozin. Còn những cái tiêu chí ví dụ như là chức năng thận xấu đi thì là không có sự khác biệt giữa các nhóm. Và về tính an toàn thì là không có sự khác biệt gì cả giữa nhóm dapagliflozin và nhóm placebo. Và chính vì vậy mà nó đặt ra một cái câu hỏi là liệu chúng ta có nên đưa một thuốc nhóm SGLT2 vào trong cái việc mà điều trị tiểu đường ở những bệnh nhân mà phân số tống máu nhỏ hơn 40% sẽ giúp chúng ta cải thiện thêm được tử vong hay không? Thì đấy là câu hỏi. Một nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Faragong-HF. Thì nghiên cứu này là lựa chọn bệnh nhân khác so với nghiên cứu DAPA-HF. Thì đây là những bệnh nhân là EF lớn hơn 45%, là những bệnh nhân mà có suy tim, có phân số tống máu bảo tồn, có triệu chứng MIHA từ 2 cho đến 4 và có bệnh tim cấu trúc. Thế thì nghiên cứu này đưa ra kết quả là không có sự khác biệt gì cả về tử vong tim mạch cũng như là tái nhập viện khi mà bệnh nhân được sử dụng sacubitril kết hợp với van sắc tăng so với cái nhóm chỉ sử dụng van sắc tăng đơn thuần. Và phân tích các thành phần ở trong tiêu chí nghiên cứu chính thì là cũng không có sự khác biệt gì cả. Về các thành phần ở trong nghiên cứu phụ thì là không có sự khác biệt gì cả về những cái biến cố liên quan đến an toàn cũng như là liên quan đến chất lượng cuộc sống. Và kết luận của nghiên cứu là nếu mà chúng ta sử dụng sacubitril kết hợp với van sắc tăng ở cái nhóm mà bệnh nhân suy tim có phân số tống máu bảo tồn thì chúng ta sẽ không cải thiện được về suy tim, không cải thiện được về tử vong. Đấy, thế thành ra là liệu chúng ta có nên áp dụng một cái thuốc mới để chúng ta có thể giảm bớt được cái nguy cơ liên quan đến chất lượng cuộc sống hay không? Một nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu về sử dụng các thuốc chặn beta giao cảm. Thì chúng ta thấy rằng là gần đây cái việc sử dụng chặn beta giao cảm là trở thành thường quy. Tuy nhiên câu hỏi là nếu mà chúng ta sử dụng chặn beta giao cảm ở những bệnh nhân suy thận thì hiệu quả nó như thế nào? Thì đây là một cái dữ liệu phân tích từ những cái thử nghiệm liên quan đến chặn beta giao cảm. Thì dữ liệu phân tích cá nhân
ở trên hơn 17.000 bệnh nhân đã được điều trị suy tim ở trong những thử nghiệm lâm sàng lớn, thì người ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân suy tim mà có mức lọc cầu thận lớn hơn 30 ml thì cái việc chúng ta sử dụng chẹn beta rau cảm vẫn mang lại hiệu quả. Một nghiên cứu nữa là một nghiên cứu liên quan đến sự ảnh hưởng của cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc giãn mạch đối với những bệnh nhân mà suy tim cấp, thì cái hiệu quả của sử dụng thuốc giãn mạch ở những bệnh nhân suy tim cấp như thế nào. Chúng ta thấy rằng là khi một bệnh nhân vào viện vì suy tim cấp thì bệnh nhân có tình trạng sung huyết rất nhiều, và chính vì vậy cần phải dùng lợi tiểu, cần phải sử dụng các thuốc giãn mạch. Nhưng nếu mà chúng ta sử dụng các thuốc giãn mạch sớm, liều cao, tăng dần thì có thu lại được hiệu quả hay không? Thì nghiên cứu này dựa trên hơn 700 bệnh nhân và tiêu chuẩn lựa chọn là những bệnh nhân suy tim NIHA từ 2 đến 4 nhập viện cấp cứu. Thế thì kết quả thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng các thuốc giãn mạch sớm với liều cao tăng dần, cụ thể là ngay lập tức vào viện, ngay từ ngày đầu tiên bệnh nhân đã được sử dụng các thuốc giãn mạch liều cao, sớm, tăng dần liều, thì rất tiếc rằng là sau 6 tháng nghiên cứu thì không có sự khác biệt gì cả về tỷ lệ tử vong. Thế thành ra là cái việc mà chúng ta sử dụng giãn mạch sớm chưa chắc chúng ta đã mang lại được cái hiệu quả về tử vong hoặc là suy tim cho bệnh nhân, mà chúng ta cần phải có những chiến lược sử dụng thuốc lợi tiểu và chiến lược sử dụng các thuốc giãn mạch một cách hợp lý. Thì trên đây là tóm tắt của 4 cái nghiên cứu đã được trình bày ở trong ESC năm 2019, và liệu chúng ta có thể áp dụng được những cái nghiên cứu nào vào trong thực hành, những cái nghiên cứu nào có khả năng làm thay đổi cái thực hành của chúng ta. Và xin mời chủ tọa đoàn và các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài trình bày của thạc sĩ bác sĩ Văn Đức Hạnh đã cho chúng ta một cái nhìn rất là đầy đủ về 4 cái nghiên cứu mới trình bày ở ESC 2019. Thì trong đó rõ ràng chúng ta thấy rõ là chúng ta có những cái khuyến cáo trên những cái nhóm bệnh nhân suy tim, phân số tông máu giảm, trong đó chúng ta đã có trong tay cái phương tiện như là chẹn beta, ức chế thụ thể, ức chế men chuyển, hoặc là acne, hoặc là thuốc lợi tiểu kháng aldosterone, là những cái thuốc mà chúng ta đang sử dụng. Và ngày nay thêm cái nghiên cứu DAPA-HF cho thấy rằng chúng ta có thêm cái phương tiện nữa là SGLT2, là một cái thuốc đã được chứng minh hiệu quả trên cái nhóm bệnh nhân suy tim phân số máu giảm. Mà cái quan trọng của cái DAPA-HF là không những trên những cái bệnh nhân có đái tháo đường nó có lợi, mà trên cả những cái nhóm bệnh nhân không có đái tháo đường thì SGLT2 cũng thấy là có giảm được khoảng gần 30% tỷ lệ tử vong và tái nhập viện do suy tim trên cái nhóm không có đái tháo đường. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là mới, và chúng ta thấy là chúng ta có thêm công cụ đối với cái nhóm bệnh nhân suy tim phân số máu giảm. Còn trong cái nhóm bệnh nhân mà suy tim phân số máu bảo tồn á, thì cho đến ngày nay chúng ta cũng biết đây là một cái hội chứng gồm có rất nhiều bệnh lý, và người ta đã chia thành nhiều thể khác nhau: bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh nhân rung nhĩ, bệnh nhân béo phì, rồi bệnh nhân có bệnh amyloid, hoặc là bệnh nhân có bệnh lý như là rối loạn tâm trương. Như vậy thì cho đến ngày nay chúng ta vẫn chưa có công cụ thực sự để mà điều trị tối ưu cho cái nhóm suy tim phân số máu bảo tồn. Và cái nghiên cứu Paragon-HF á, thì người ta thấy rằng mặc dù nó không có, bởi vì người ta gộp chung cả cái mid-range là cái suy tim với chức năng trong thu tức trái trung gian và bảo tồn, thì người ta thấy là trên cái nhóm trung gian thì nó có hiệu quả. Có nghĩa là cái nhóm mà phân tắc tông máu nó gần với cái nhóm giảm thì nó có hiệu quả. Còn trên cái nhóm thực sự bảo tồn thì nó chưa có hiệu quả. Thì có lẽ là sẽ cần những cái nghiên cứu sâu hơn về những cái thể bệnh khác nhau của cái nhóm suy tim phân tắc máu bảo tồn để chúng ta thấy được là cái điều trị nó sẽ phải khác nhau như thế nào. Và rõ ràng là trong suy tim cấp thì ngày nay chúng ta cũng có những cái điều trị, và chúng ta rõ ràng là trong suy tim cấp chúng ta cần phải phân rõ ra là bệnh nhân có sung huyết hay không có sung huyết, và sung huyết ở đây có phải là do dư dịch hay là chỉ là do cái sự phân bố dịch nó không được hợp lý. Và như vậy thì cái điều trị nó sẽ hoàn toàn khác nhau ở hai cái nhóm bệnh nhân này. Thì đó là những cái tổng kết rất là sơ khởi ở những cái cập nhật mới cho đến ngày nay về những cái điều trị đối với bệnh nhân suy tim phân số máu giảm, phân số máu bảo tồn, suy tim cấp và suy tim mạn. Không biết là đối với mình trong thực hành lâm sàng á, đối với vấn đề mà sử dụng chẹn beta trên cái nhóm bệnh nhân mà nhập viện, thì hiện nay cái tỷ lệ sử dụng chẹn beta ở nước chúng ta so với các nước xung quanh trong khu vực còn chưa có cao. Có thể là bởi vì chúng ta sợ bệnh nhân bị suy tim mất bù, do đó cái việc sử dụng chẹn beta chưa thực sự được tối ưu, và ngay cả cái liều thuốc chẹn beta chúng ta cũng chưa thực sự tối ưu cho bệnh nhân. Như vậy thì không biết là bác sĩ Hạnh trên thực hành lâm sàng mình có kinh nghiệm như thế nào trong cái vấn đề sử dụng chẹn beta trên cái nhóm bệnh nhân suy tim nhập viện.
Cảm ơn câu hỏi rất hay của chị. Thế thì chúng ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà đang sử dụng chạy beta giao cảm, là những bệnh nhân suy tim mãn tính mà cần phải nhập viện vì cấp cứu, thì nếu như mà bệnh nhân đó vào viện trong tình trạng là có sung huyết rất là nhiều, có random ở phổi, hoặc là cần phải sử dụng các thuốc vận mạch, thì thường những bệnh nhân như vậy thì chúng ta nên dừng ngay chạy beta giao cảm, không được sử dụng nữa. Thế còn những trường hợp mà bệnh nhân có huyết động tương đối ổn định và còn có khả năng tưới máu ở ngoại vi tương đối tốt, thì nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng được chạy beta giao cảm, có thể là giữ nguyên liều hoặc là giảm đi một nửa liều, thì người ta thấy rằng là ở những cái nhóm mà sử dụng chạy beta như vậy thì cái nguy cơ tử vong là tốt hơn hẳn so với những cái nhóm mà chúng ta bỏ hẳn chạy beta giao cảm. Thế thành ra là trên thực hành lâm sàng ở viện tim mạch thì trừ những trường hợp mà bệnh nhân vào viện vì sung huyết rất nhiều và cần phải truyền các thuốc vận mạch, cần phải sử dụng các thuốc lợi tiểu đường truyền tĩnh mạch, thế còn lại thì cố gắng là sẽ giảm liều hoặc là giữ nguyên liều, và thường thì là giảm liều. Và cái việc mà chúng ta tối ưu hóa điều trị suy tim thì thực sự đấy là một cái câu hỏi, là chúng ta đã tối ưu hóa các thuốc điều trị suy tim tốt hay chưa trước khi mà chúng ta thêm một cái thuốc mới. Có một bài review, một cái bài đăng ở trên tạp chí New England sau khi cái nghiên cứu DAPA-HF ra đời, đấy là chúng ta có thuốc cũ, chúng ta có thuốc mới, nhưng mà liệu chúng ta có vẫn tuân theo cái thói quen cũ hay không? Các tác giả phân tích rất hay rằng là chúng ta chưa tối ưu hóa điều trị suy tim mãn tính. Cụ thể là những cái thuốc liên quan đến chạy beta giao cảm, chúng ta chỉ sử dụng khoảng 40% và chúng ta chưa tối ưu hóa liều. Ức chế men chuyển cũng vậy, chúng ta chỉ sử dụng khoảng 80%, chúng ta chưa tối ưu hóa liều. Và quan trọng là chúng ta cần phải tối ưu hóa các thuốc như vậy để làm giảm bớt cái nguy cơ tử vong. Và tác giả cũng đặt ra một câu hỏi là cái việc mà chúng ta có những cái thuốc mới, ví dụ như là acne, và được sử dụng khoảng 20-30% trong cái nhóm nghiên cứu ở bệnh nhân DAPA-HF, thì như vậy có liệu cái việc mà sử dụng acne sau rất nhiều năm nghiên cứu đã và ra đời như vậy mới được khoảng 20-30%, thì câu hỏi là trong tương lai thì nhóm SGLT2 sau rất nhiều năm như vậy thì liệu có được khoảng 20-30% được sử dụng hay không, và cái tương tác giữa acne với cả SGLT2, ức chế SGLT2 nó sẽ như thế nào, chúng ta chưa có câu trả lời. Thế thành ra là nghiên cứu là như vậy, nhưng mà thói quen nó liệu có thay đổi được hay không, và chúng ta có làm có cái việc mà chúng ta thay đổi thói quen nó có dễ dàng hay không, và cái liên quan đến chi phí và hiệu quả thì nó có thực sự mang lại được cái lợi ích của cho bệnh nhân hay không. Đúng thật là cái câu hỏi về tối ưu hóa điều trị suy tim đến ngày nay thì cũng là một cái câu hỏi khá là lớn, vì bên cạnh cái việc chúng ta sử dụng thuốc và tối ưu điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta cũng không nên quên cái việc chúng ta phải tư vấn để bệnh nhân có thể đồng hành với cái bệnh lý, bằng việc họ phải hiểu được bệnh lý, đồng hành việc theo dõi tại nhà như thế nào, phát hiện triệu chứng nặng lên như thế nào, chế độ ăn ra làm sao để mà cái việc họ tuân thủ điều trị được tốt nhất. Và như vậy thì cái hiệu quả điều trị nó mới đạt được tối ưu. Và ngoài ra thì trên cái nhóm bệnh nhân suy tim không hút máu bảo tồn á, thì hiện nay chúng ta vẫn đang chờ cái nghiên cứu DELIVER, là nghiên cứu về cái SGLT2 trên cái nhóm bệnh phun xuất máu bảo tồn, để xem liệu là với một cái thuốc mới như vậy nó đã có lợi trên cái nhóm phun xuất máu giảm thì nó sẽ có lợi không trên cái nhóm phun xuất máu bảo tồn. Thì chúng ta sẽ hy vọng là trong năm sau chúng ta sẽ có câu trả lời về cái nghiên cứu này. Tòa đoàn có dự đoán gì về kết quả của nghiên cứu này không? Thật ra hiện tại á, thì viện tim cũng có tham gia cái nghiên cứu này. DAPA-HF viện tim cũng có tham gia và DELIVER cũng có tham gia. Cho đến hiện nay thì chúng ta cũng hơi khó nói, vì thật ra bệnh nhân chỉ mới vào lần visit thứ 4, thứ 5 thôi. Chúng ta cũng chưa có dự đoán được về cái lợi ích. Tuy nhiên là mình cũng thấy rõ là tùy vào cái thể bệnh mà có thể cái SGLT2 nó sẽ có lợi trên một cái thể bệnh đặc biệt nào đấy, chứ không có nghĩa là nó sẽ có lợi trên tất cả các thể bệnh. Thì chúng ta sẽ chờ câu trả lời chính thức từ nghiên cứu. Và đến đây thì cũng đã hết giờ của cái phiên hội thảo lần này. Xin nhường lại cho phiên tiếp theo và xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến và Thạc sĩ Đinh Huỳnh Linh cho phiên tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Chân thành cảm ơn chủ tọa đoàn cùng quý vị đồng nghiệp. Thì sau đây tôi xin trình bày tóm tắt các nghiên cứu HOPE4, nghiên cứu PUEG và một số thử nghiệm thay thế muối trong phiên hội nghị mới nhất cập nhật của ESC 2019. Như chúng ta đã biết thì huyết áp là một vấn đề toàn cầu, và việc kiểm soát huyết áp là một biện pháp hiệu quả để dự phòng các bệnh lý về tim mạch. Và theo các thống kê thì khoảng 80% tử vong do nguyên nhân tim mạch xảy ra ở các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển như Việt Nam của chúng ta.
tỷ lệ huyết áp được sàng lọc cũng như kiểm soát và điều trị tại cộng đồng hiện vẫn còn tăng rất là thấp. Nghiên cứu HOPE là nghiên cứu đánh giá, 4 là nghiên cứu đánh giá thay đổi nguy cơ tim mạch ở cộng đồng bệnh nhân tăng huyết áp, được tiến hành can thiệp nhiều yếu tố tại hai quốc gia đang phát triển là Colombia và Malaysia. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được các rào cản đối với việc kiểm soát huyết áp tại cộng đồng, cũng như là xây dựng và phát triển các biện pháp can thiệp toàn diện dựa trên các tác động trên cộng đồng để giúp cho bệnh nhân kiểm soát huyết áp được tốt hơn, và đồng thời nữa là đánh giá hiệu quả của các biện pháp này. Nghiên cứu HOPE 4 là nghiên cứu đối chứng chia nhóm ngẫu nhiên và là nhãn mở, được tiến hành tại 30 cộng đồng, bao gồm các cộng đồng ở thành thị lẫn cộng đồng ở nông thôn, với đối tượng đó là các bệnh nhân trên 50 tuổi được phát hiện tăng huyết áp và hoặc là tăng huyết áp nhưng kiểm soát kém, có huyết áp tâm thu vẫn trên 140mm thủy ngân. Kết quả chính của nghiên cứu đó là tìm ra được sự khác biệt giữa điểm nguy cơ Framingham sau một năm tiến hành các can thiệp, cũng như các kết quả khác, đó là sự khác biệt về huyết áp tâm thu, tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát tốt được huyết áp tâm thu, cũng như đường huyết, cholesterol, LDL-C và những thay đổi trong hành vi của bệnh nhân, đặc biệt là hành vi hút thuốc lá. Nghiên cứu này được tuyển lựa tiến hành tại 15 cộng đồng tại Malaysia và 15 cộng đồng tại Colombia với 1.900 đối tượng tham gia, chia thành hai nhóm là nhóm chứng và nhóm can thiệp. Với nhóm can thiệp sẽ có cùng 14 cộng đồng được lựa chọn ngẫu nhiên và tỷ lệ 97% đạt được kết quả tại thời điểm 12 tháng. Các biện pháp can thiệp ở trong nghiên cứu HOPE 4 bao gồm tác động lên đối tượng là các nhân viên y tế của địa phương sẽ tham gia công tác tiến hành sàng lọc, phát hiện và quản lý tăng huyết áp theo những hướng dẫn điều trị đơn giản cùng như các cái tài liệu tư vấn và có sự hỗ trợ của các bác sĩ. Tiếp theo là biện pháp can thiệp số 2, đó là cấp phát thuốc miễn phí, cung cấp những loại thuốc huyết áp sẵn có tại địa phương cũng như là kết hợp với cả thuốc hạ mỡ máu statin để điều trị tình trạng tăng huyết áp và tình trạng rối loạn mỡ máu. Đem theo nữa đó là biện pháp động viên những người nhà, người thân của bệnh nhân tham gia vào quá trình điều trị để giúp cho bệnh nhân gắn kết với điều trị, tuân thủ điều trị tốt hơn và có động lực thay đổi lối sống. Và sau khi kết thúc 12 tháng theo dõi của nghiên cứu HOPE thì chúng ta thấy được là có sự giảm có ý nghĩa thống kê thang điểm điểm Framingham trong cộng đồng được tiến hành các can thiệp, cũng như là có sự giảm thiểu giảm hơn ở cái huyết áp tâm thu ở cái cộng đồng can thiệp, và việc kiểm soát huyết áp tại 12 tháng ở cộng đồng can thiệp đạt đến 80% và cao hơn 48% so với nhóm chứng. Và nghiên cứu HOPE 4 này có rất nhiều ưu điểm, có nhiều kết quả tốt, tuy nhiên nó cũng có một số các hạn chế, như là trong can thiệp tiến hành can thiệp đa yếu tố nên khó phân định được là cái yếu tố nào tác động hiệu quả hơn đến việc kiểm soát tốt huyết áp của bệnh nhân. Và trong các lần thăm khám thì ở nhóm can thiệp thì được tiến hành nhiều lần thăm khám hơn, với 4 lần thăm khám của các nhân viên y tế địa phương và 1 lần thăm khám của các bác sĩ. Còn ở nhóm chứng thì chỉ được thăm khám 1 lần thôi. Vì vậy nên nó cũng sẽ gây một số sai số trong quá trình phân tích kết quả. Và trong một thử nghiệm nghiên cứu nữa, đó là trong nghiên cứu PURE, là nghiên cứu thu thập các dữ liệu thông tin y tế của bệnh nhân hiện tại là khoảng ở 21 quốc gia, gồm 4 nước thu nhập cao, 14 nước thu nhập trung bình và 5 nước thu nhập thấp ở những người có độ tuổi từ 35 đến 70 tuổi và thời gian theo dõi khoảng 9,5 năm. Các thông tin thu thập bao gồm là các hồ sơ sức khỏe y tế, các lối sống của người bệnh, cũng như là các kết quả xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm điện tâm đồ và các biện pháp nhân chắc học. Và các cái thông tin được chia thành 4 nhóm lĩnh vực, đó là về môi trường, về dinh dưỡng, về các yếu tố tâm lý xã hội và về hành vi hút thuốc lá. Nghiên cứu PURE thì có các đặc điểm là khi mà tham gia vào nghiên cứu cũng như tuyển lựa nghiên cứu thì ở các nước đã có thu nhập cao, các nước thu nhập trung bình và các nước thu nhập thấp thì có sự đồng nhất về nhóm tuổi, về các về nơi cư trú của bệnh nhân ở nông thôn và thành thị. Và sau kết quả nghiên cứu thì nguyên nhân tử vong chung đa phần là do các bệnh lý về tim mạch chiếm 40%, tiếp theo đó là các bệnh lý về ung thư chiếm 26%. Và khi phân tích các cái nguyên nhân tử vong tại các nước có các mức thu nhập khác nhau như thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao, chúng ta thấy được rằng ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình thì nguyên nhân tử vong chính là do các bệnh lý về tim mạch, sau đó là do các bệnh lý về ung thư.
Và điều này thì có sự khác biệt đôi chút với cả ở các nước thu nhập cao. Đó là các nước thu nhập cao thì nguyên nhân tử vong chính đến từ các bệnh lý ung thư, sau đó mới đến các bệnh lý về tim mạch. Và từ các dữ liệu của nghiên cứu Pew thì người ta cũng tiến hành phân tích để xác định xem các cái yếu tố nguy cơ nào sẽ ảnh hưởng đến các bệnh lý tim mạch của những đối tượng tham gia nghiên cứu, cũng như là yếu tố nguy cơ tim mạch nào sẽ tác động gây nên tăng tỷ lệ tử vong. Thì người ta thấy rằng đối với các cái yếu tố về lối sống cũng như là các yếu tố về chuyển hóa là những cái yếu tố nguy cơ chính để gây nên các bệnh lý tim mạch và gây nên tử vong chung. Đồng thời nữa là khi phân tích theo từng quốc gia thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao thì cũng có sự đồng nhất giữa các quốc gia, đó là các yếu tố về lối sống và các yếu tố về chuyển hóa là những yếu tố nguy cơ gây tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý về tim mạch và tăng tỷ lệ tử vong. Như vậy thì từ nghiên cứu Pew chúng ta thấy rằng là các bệnh lý tim mạch là nguyên nhân tử vong chính ở trên toàn cầu và tại các nước có thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình. Tử vong do ung thư thì phổ biến hơn ở các nước có thu nhập cao và các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được chiếm khoảng 70% nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và tử vong. Đồng thời nữa là trong hội nghị ESC cũng có công bố một thử nghiệm thay thế muối tiến hành tại Peru. Thử nghiệm này là tác động lên tại cộng đồng để thay đổi việc muối có hàm lượng natri cao bằng muối có hàm lượng natri thấp hơn, để giảm nguy cơ giảm huyết áp ở những bệnh nhân, ở những người trên 18 tuổi tại cộng đồng ở Peru. Và đối tượng nghiên cứu đó những người trưởng thành ở 6 ngôi làng ở vùng ngoại ô làm nghề là nông nghiệp hoặc là đánh cá, và loại trừ những người mắc các bệnh lý như bệnh thận mãn tính, như bệnh lý về tim mạch và đang dùng digoxin. Thì nghiên cứu này tiến hành can thiệp đó là cấp phát miễn phí muối có hàm lượng natri thấp hơn so với muối thông thường. Vì thông thường thì người ta sử dụng muối có hàm lượng natri khoảng 100%, thì ở Peru người ta tiến hành nghiên cứu và thay cái muối thông thường này bằng muối chứa 75% natri clorua và 25% kali clorua. Và cái muối được thay thế này được sử dụng ở tất cả các hộ gia đình, tại các cửa hàng ăn uống cũng như là các cơ sở chế biến thực phẩm, và thời gian theo dõi trong vòng 3 năm từ năm 2014 đến năm 2017. Và sau khi kết thúc nghiên cứu thì người ta thu được kết quả đó là ở quần thể mà sử dụng muối thay thế thì có huyết áp tâm thu thấp hơn so với cái nhóm chứng khoảng 1,23mm thủy ngân, cũng như là các phân tích dưới nhóm thì thấy rằng ở những đối tượng mắc tăng huyết áp sau khi sử dụng muối thay thế thì huyết áp tâm thu cũng giảm được khoảng 1,92mm thủy ngân, và những đối tượng trên 60 tuổi thì huyết áp tâm thu giảm được khoảng 2,17mm thủy ngân. Và đồng thời nữa là người ta theo dõi ở trong cộng đồng để xem là những người bình thường có thể có tiến triển về tăng huyết áp, thì thấy rằng khi sử dụng muối có thay thế muối được thay thế với hàm lượng natri thấp hơn thì tiến triển của những người này tăng huyết áp sẽ thấp hơn so với những người mà thuộc nhóm chứng. Và đồng thời nữa là khi sử dụng muối thay thế này sẽ làm giảm được 55% tỷ lệ mắc tăng huyết áp trong khi theo dõi trong vòng 3 năm. Như vậy trong việc quản lý tăng huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch, người bệnh cần là trung tâm của các hoạt động chăm sóc, cần tác động về nhiều yếu tố như cung cấp các dịch vụ y tế thuận lợi, đầy đủ, kết hợp với chi phí phù hợp, gắn kết gia đình bệnh nhân vào trong quá trình điều trị để giúp người bệnh tuân thủ tốt hơn, và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ thay đổi được, đặc biệt là giảm muối trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ các bệnh mắc các bệnh lý tim mạch cũng như tử vong do các bệnh lý tim mạch. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tuấn đã cho chúng ta tóm tắt ba cái báo cáo là báo cáo nghiên cứu HOP 4, nghiên cứu PEER và nghiên cứu thay thế giảm muối. Đây là ba cái báo cáo mà nó cũng đã làm cho chúng ta thay đổi trong cái chiến lược điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Thì như chúng ta thấy, tức là hiện nay thì các bệnh lý tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, và đặc biệt là ở các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển. Và liên quan đến các bệnh lý tim mạch thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều yếu tố liên quan nguy cơ, và trong việc kiểm soát tăng huyết áp thì chúng ta cũng sẽ phải kiểm soát đồng thời tất cả các yếu tố nguy cơ để nhằm mục tiêu là giảm thiểu tối đa các cái biến cố và tử vong cho người bệnh.
Và trong các nghiên cứu này thì chúng ta sẽ thấy là trong cái nghiên cứu HOP 4 thì với cái việc mà chúng ta phải đưa về cộng đồng là một cái vấn đề mà rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta chỉ tập trung điều trị bệnh nhân ở các cái tuyến cao thì rất là khó khăn trong việc tiếp cận bệnh nhân. Cho nên trong cái nghiên cứu đấy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đưa về cộng đồng thì với những cái hướng dẫn đơn giản là chúng ta cũng có thể giúp người bệnh kiểm soát được cái huyết áp. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là trong việc kiểm soát huyết áp thì với cái việc thuốc huyết áp cộng phối hợp với statin đã có những cái hiệu quả rõ rệt. Cho nên cái kết quả nghiên cứu này nó cũng đưa đến một cái khuyến cáo rằng là có thể xem xét đưa chỉ định statin cho các bệnh nhân tăng huyết áp với cái nguy cơ từ vừa trở lên là chúng ta có thể cho statin. Các cái nghiên cứu khác cũng cho ta thấy rằng là muối, chế độ ăn giảm muối cũng là một cái quan trọng hàng đầu trong việc kiểm soát huyết áp. Thì không biết là đấy là một số mà ý kiến của tôi thông qua những cái này. Không biết là Thạc sĩ Linh có ý kiến gì thêm? Xin cảm ơn Phó sư Yến. Thì em cũng xin hỏi một câu cùng với một cái trao đổi, chúng ta vẫn đang được livestream đấy ạ. Là mọi người đã nghỉ ăn trưa rồi nhưng ta vẫn tiếp tục online, nên là Phó sư Yến là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà kiểm soát các tham gia các dự án điều trị tăng huyết áp. Và cái nghiên cứu của bác sĩ Tuấn trình bày cho thấy là cái tỷ lệ tăng huyết áp rất là cao, đặc biệt các nước đang phát triển. Vậy thì theo kinh nghiệm của cô Yến thì trong cái hoàn cảnh Việt Nam thì đâu là cái thách thức lớn nhất đối với việc kiểm soát huyết áp tại cộng đồng? Một bệnh nhân vào viện thì mình cứ đè họ, mình bắt họ uống thuốc thì chắc chắn họ phải uống thôi. Nhưng nếu mà bệnh nhân về tại cộng đồng, điều trị tại cộng đồng thì đâu là cái thách thức lớn nhất để khiến người bệnh nhìn những khía cạnh vĩ mô tại cộng đồng, đâu là thách thức lớn nhất đối với cái hệ thống y tế trong cái việc kiểm soát huyết áp cho người bệnh? Đây là một cái điều mà khi mà người ta làm nghiên cứu thì người ta thấy rằng là một trong những cái rào cản lớn nhất để mà đạt được cái mục tiêu điều trị, đó chính là cái việc là tuân thủ điều trị của người bệnh. Đấy là một cái rào cản rất là quan trọng. Vì vậy mà trong cái chiến lược mới hiện nay thì và cái việc không tuân thủ điều trị này thì ở tất cả các quốc gia nó đều có cái hiện tượng này. Bởi vì thực ra là chúng ta kê thuốc nhưng cái việc mà về nhà bệnh nhân có tuân thủ hay không là cả một cái vấn đề. Vì nó còn cái việc tuân thủ nó có thể liên quan đến cái việc là tác dụng phụ của thuốc, liên quan đến số lần uống thuốc. Thì người ta thấy rằng là nếu số viên thuốc uống càng nhiều thì cái sự tuân thủ càng kém. Thế chính vì vậy mà để cái tuân thủ tốt hơn thì một trong những chiến lược quan trọng đó là thứ nhất là phải làm sao là cái thuốc nó phải đơn giản để bệnh nhân có thể chỉ cần dùng một lần. Và trong cái việc đơn giản hóa này là người ta tích cực dùng những cái viên thuốc phối hợp, cho một viên thuốc phối hợp hai thuốc, ba thuốc để cho giúp cho bệnh nhân tuân thủ tốt hơn. Ngoài ra thì cái việc tuân thủ này nó còn liên quan đến cái việc là cái hạn chế trong cái việc điều trị, thì nó còn liên quan đến việc là đối với bác sĩ thì là nhiều khi bác sĩ cũng quen cái thói quen từ trước đến nay là mình có thể cứ từ từ cho một thuốc đã, xong rồi mình mới cho đến thuốc thứ hai, thứ ba. Đấy, thì nhưng mà hiện nay với những cái việc như vậy thì người ta khuyến cáo là dùng ngay lập tức một cái viên phối hợp, và có thể dùng viên phối hợp với liều thấp để mà mình không bị cái thói quen là chỉ cứ đơn trị liệu. Thì đấy là một số những cái mà trong cái khuyến cáo mới người ta nhấn mạnh trong cái việc chiến lược điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Và đương nhiên trong cái việc sử dụng thuốc này thì một trong những cái vấn đề quan trọng đó là cái việc kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ đi cùng. Và quan trọng nữa đó là cái việc thay đổi cái lối sống để mình đồng thời kiểm soát tất cả cái yếu tố nguy cơ. Xin cảm ơn cô Yến. Thế thì cũng có một câu hỏi cho bác sĩ Tuấn, tại vì anh cũng trình bày cái nghiên cứu rất là hay về thử nghiệm thay thế muối. Thế bây giờ liệu ở Việt Nam đã có cái loại muối mà nó có kali cloro thay thế natri chưa? Nếu thế thì nếu mà có mới lại bảo các công ty Masan này nọ cứ sản xuất ra xong bán ra rất là cao thì là lại cũng là tốt. Thì bây giờ ở Việt Nam đã có chưa để mà mình có thể ứng dụng trong cho bệnh nhân ở Việt Nam hay không? Biết rồi đấy. Vâng. Thưa anh Linh cũng như thưa cô Yến, thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã có một số các cái công ty người ta giới thiệu là có cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì sản phẩm này cũng hiện tại cũng chưa phổ biến ở Việt Nam, bởi vì là thứ nhất là chúng ta cũng nắm được là nước chúng ta thì là một nước ven biển, đường biển rất là dài, việc sản xuất muối của chúng ta vô cùng đơn giản, giá thành nó cũng không cao. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thay đổi
từ muối thông thường sang loại muối có giảm hàm lượng natri thì cái chi phí nó cũng là một cái thách thức đáng kể. Thì hiện tại chúng ta cũng cần có những cái chính sách, ví dụ như ở Peru chẳng hạn, thì khi người ta áp dụng những cái nghiên cứu này, người ta cũng phải thực hiện các chính sách như là hỗ trợ về trợ giá, cũng như là hỗ trợ để cộng đồng người ta hình thành một cái thói quen sử dụng muối. Ví dụ như là ở Peru thì người ta có một giải pháp, đó là người ta khi mà người dân mang cái muối thông thường từ nhà đến thì họ sẽ lại đổi cho người dân cái muối mà được thay thế, được giảm bớt hàm lượng natri. Thì chắc có lẽ là chúng ta cũng cần phải những chính sách đến từ Bộ Y tế để giúp cho người dân của chúng ta điều chỉnh được các yếu tố nguy cơ. Vì như chúng ta cũng biết là hiện tại thì Bộ Y tế của chúng ta cũng đang thực hiện chương trình vận động chúng người dân giảm muối trong các bữa ăn hàng ngày. Vì theo nghiên cứu thì mỗi người dân Việt Nam của chúng ta hàng ngày thì ăn khoảng 9,6 gram muối. Và thấy rằng là chúng ta đang cao hơn so với mức được khuyến cáo rất là nhiều. Vì khuyến cáo thì hàng ngày chúng ta chỉ nên sử dụng khoảng 5 gram muối mỗi ngày thôi. Vâng. Vâng. Thì về cái vấn đề ăn giảm muối này thì chúng tôi cũng xin có ý kiến. Tức là Bộ Y tế thì cũng đã xây dựng cái chiến lược quốc gia phòng chống, tức là chiến lược quốc gia để ăn giảm muối. Thế và cái chiến lược này thì cũng đã được phê duyệt. Nhưng với những cái bằng chứng này thì chúng ta cũng có thể đề xuất để chính phủ đưa vào một cái chiến lược mà sử dụng muối ăn có kali thay thế cho muối ăn thông thường. Thì tất nhiên những cái chiến lược này là nó phải đưa từ chính sách từ cấp cao, và mình có phải có một cái chiến lược mà để có hỗ trợ từ các cấp. Nhưng mà với những cái bằng chứng này thì cũng vai trò rất là quan trọng của những nhà chuyên môn để thuyết phục các cái nhà quản lý để xây dựng chính sách. Vâng, có đồng nghiệp nào có câu hỏi gì thêm không ạ? Vâng, vâng, thì như vậy thì cũng đã hết giờ, thì chúng tôi cũng sẽ xin được phép kết thúc cái phiên báo cáo ở đây ạ. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị.